Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái đầu chuyển cưa nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác bom hàng nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đây thì nó sẽ là bao gồm là một cái đầu như này, một cái đầu như này và một tay công, và có cho các bác là ba cái lưỡi, các bác lắp cái đầu lưỡi vào đây xem. Đấy thì khi mà các bác dùng là nó sẽ xoay như này thì nó sẽ giúp cho các bác là đẩy cái lưỡi cưa lên xuống để mình giúp mình cưa sắt, cưa thép, cưa gỗ đều được hết. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này thôi. Đấy. Các bác có thể lắp vào máy khoan pin, máy khoan tay nhá, để các bác cắt như này rất là tiện này. Đấy. Con này thì nó thiên về cắt gỗ nhiều hơn. Đấy, các bác có thể cắt gỗ này, hoặc là cắt sắt hoặc cắt ống nước đều được. Nhưng mà con này thì thiên về cắt gỗ nhiều hơn. Nhà các bác có máy khoan, máy cưa các bác đưa vào cho em. Đấy, sử dụng rất là đơn giản, gọn nhẹ và rất là tiện ích này. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa này, giá sẽ là 80.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bóng đèn các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá, đèn 4 cánh mini. Con này thì nó sẽ là dòng mini thôi, và cái công suất của nó thì con này thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá. Con này thì nó rất là nhỏ thôi. Đấy, và nó sử dụng là mở ra như này, và nó bằng dạng là LED nhá, LED các bác. Đấy, nó là dạng LED. Thì đây em sẽ bật thử cho các bác xem. Con này thì giá cũng khá là hợp lý thôi, giá chỉ có vài chục nghìn thôi. Công suất của nó sẽ là 28W đấy nhá, 28W, khá là sáng luôn đấy các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Đây, rất sáng luôn. 28W nhưng mà rất là nhỏ gọn. Rất là nhỏ gọn các bạn này, bật lên thì cũng là sáng chói chang luôn. Các bạn thấy không? Chưa. Đó, rất sáng nhá. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Rất sáng này. Đấy, và nó sẽ có 4 cánh như này. Công suất của nó là 28W, rất là chắc chắn các bạn, rất chắc chắn luôn. Và con này thì nó là dòng siêu sáng đấy. Nhỏ nhưng mà lại có võ. 28W các bạn nhá. Đấy, 1 2 3 4 cánh và một cái bên trong như này. Sáng trắng luôn đấy các bạn. Đấy, các bác dùng thì nó rất là tiện. Mình dùng để sử dụng các cái công việc, ví dụ như là các bác có thể dùng để mình để bàn đọc sách này, hoặc là dùng để ăn cơm ăn nước, hoặc nói chung là các cái khu vực nào các bác cần cái độ sáng tương đối. Đấy, không sáng quá và cũng không quá yếu thì dùng con này cho em. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy, em để lại tí nữa cho các bác xem nhá. Đó. Khá là sáng đấy các bạn. Đấy. Nó mini thôi. Cái đường cánh của nó khi mà mở ra thì nó vào khoảng là 20cm nhá. Đấy, khi mà mở ra thì nó vào 20cm như này. Đó, rất là sáng luôn. Hàng thì dày dẫn chắc chắn nhá. Công suất mặc định của nó là 28W. 28W các bác nhá. Đó, 28W, sử dụng điện 220V. Đây. Rất nhỏ gọn như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá. Đấy. Đèn 4 cánh mini. Đấy, lên cho em là bóng 4 cánh nhá. Bóng 4 cánh. Bóng 4 cánh mini này. 4 cánh mini nó rất là nhỏ nhá. Rất là nhỏ. Khi mở ra thì nó vào khoảng là 20cm thôi. Còn khi để nhỏ nó trong lòng bàn tay như này thôi. 4 cánh mini nhá. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái con bóng 4 cánh mini như này. Đấy. Đèn 4 cánh mini như này các bác nhá. Rất là nhỏ này. Khi mở ra thì nó vào khoảng là 20cm nhá. Con này thì rất tiện ích luôn và khá là sáng nhá. Đấy. Lên cho em là bóng đèn 4 cánh mini. 4 cánh mini giá sẽ là 40.000. 40.000 một chiếc như này. Rất nhỏ gọn thôi. Các bác dùng nó rất là tiện, thay cho những cái quả bóng bình thường ở nhà mình thôi, chứ không có cái gì là cầu kỳ cả. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k nhá. 40k một chiếc. Lên cho em là bóng đèn 4 cánh mini. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vòi tưới cây tăng áp nhá. Vòi đồng tưới cây tăng áp. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi như này. Đấy, có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước và có cho các bác là ba cái cút nối như này. Vòi tưới cây tăng áp, giá sẽ là, lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50.000, 50k cho một con vòi đồng tăng áp như này. Một đầu vòi ba cút nối như này, rất tiện ích luôn. Để các bác có thể mình sử dụng nó rất là tiện ích. Đấy, các bác có thể điều chỉnh nhá, để mình rửa này, xịt rửa này, tưới cây này, rửa xe này, rất là tiện luôn nhá. Đó. Tưới cây rửa xe đều rất là tiện. Và có đầu vòi như này các bác có thể điều chỉnh này, đóng ngắt trực tiếp được luôn, chỉ cần lắp vào là xong. Đó, bình thường thì như cái này của họ bán là nó không có đầu cút nối nhá. Đấy, còn bên em bán là có cút nối cho các bác luôn. Có thể điều chỉnh giúp tăng giảm áp lực nước rất là tốt. Lên cho em là đầu vòi vòi đồng tăng áp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bạt phủ xe nhá. Đây nó sẽ làm cái bạt như này. Đấy, chiều dài của nó là 1m và chiều dài là 2m, chiều rộng cũng là 2m, và các bác có thể chùm lên cho một cái xe máy rất là tiện luôn.
phủ xe máy xe đạp đều ok hết nhá. Lên cho em là bạt phủ xe này. Bạt phủ xe, giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000, chất liệu của nó là vải bạt nhá. Vải bạt cho nên là dùng rất là bền. Các bác này, đấy, khi các bác dở ra chùm lên cho em. Đó, nó sẽ chùm kín được cho các bác luôn, nó rất là tiện ích nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, khi nó chùm lên nó sẽ chùm hết lên như này các bác này. Rất tiện ích luôn đây. Đấy, đây nhá. Một con xe như này. Các bác dở ra cho em là mình chùm lên này. Rất đẹp, rất tiện ích luôn. Mưa gió rồi nói chung là nắng này, mưa nắng đều phủ được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Xe tay ga, xe to, xe nhỏ đều vừa hết nhá. Đấy, trời mưa trời nắng các bác chỉ cần phủ lên cho em như này thôi. Khi mình ngồi thì nó sẽ không bị nóng này. Và khi mình sử dụng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, che mưa che nắng cực tốt luôn. Lên cho em là bạt phủ xe, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm, đó là cái phao nước nhá. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một phao này, một phao như này. Đấy, một phao kèm cho các bác là một cái đầu vòi để điều chỉnh đầu nước ra này. Và có cho các bác là một cuộn băng keo luôn. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái bộ phao nước như này. Đấy, 60.000 cho bộ phao nước như này. Nó sẽ là dòng phao cơ. Đấy, ngắt tự động khi mà nước tràn lên ngập phao 1cm thì nó sẽ ngắt nhá. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá. Đang bán 70.000, giá đợt này về cho bác 60.000 một cái phao nước như này. Rất tiện ích luôn. Đây các bác này, đó. Các bác chỉ cần là thả vào như này thôi, nước nó lên là nó sẽ tự ngập lên một phân là nó sẽ tự ngắt nhá. Đấy, coi theo, ngắt luôn, bỏ ra nó chảy này. Rất là tiện ích luôn, không phải dùng những cái phao truyền thống, nó rất là bất tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 những cái phao nước như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, nó sẽ là bằng dòng cao su như này. Đấy, dòng cao su dệt than tổ ong hai lớp như này. Khi các bác ngồi thì cực kỳ là êm và thoáng khí này. Đấy, êm thoáng khí. Bác nào mà hay ngồi văn phòng này, hay là bị bệnh trĩ này, hoặc là hay ngồi làm việc lâu đấy, gây nhức mỏi, thì các bác dùng cái này cho em. Rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một con đệm ghế như này thôi. Dùng để mình ngồi thì nó rất là êm ái. Và bên ngoài của nó thì nó sẽ là một cái dạng vải dệt thoáng khí nhá. Vải dệt thoáng khí, và bên lớp một mặt là để lớp cao su non như này, các bác ngồi cho nó khỏi bị trơn trượt này. Mặt trên thì dệt thoáng khí rất là êm luôn. Đấy, các bác ngồi nó có cái độ đàn hồi, kể cả các bác để cả quả trứng lên đây ngồi nó cũng không bị vỡ đâu. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế, giá sẽ là 80.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy, đệm ghế, giá sẽ là 80k. Đó. Đệm ghế này, giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái cân các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe hoặc là cân người đều được. Đấy. Thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác. Kèm cho các bác một viên pin luôn. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là hàng cân của Nhật như này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con này thì cân được tối đa lên tới 180 cân nhá, 180 cân. Đó. Và nó sẽ kèm cho các bác một đôi pin như này, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Lắp pin vào là mình cân thôi, nó rất là tiện này. Các bác lắp pin vào cho em. Đây thì họ đã có sẵn pin cho anh em các bác rồi. Đấy, lắp pin vào cho em là mình sử dụng này. Đó, đây. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cân nặng và cập nhật luôn cả nhiệt độ luôn nhá. Cập nhật nhiệt độ luôn. Để em thử cân xem tình hình sức khỏe và cân nặng của chủ shop tính như nào các bác nhá. Đó, đây. Cân nặng của em bây giờ đang là 65,9 kg nhá. Đấy, tức là vào 66 cân. 66 cân thì như vậy là cân của em đang có dấu hiệu giảm cân nhá. Đấy, đang có dấu hiệu giảm nhẹ. Đó, trước em đang là 67, 68, 68, 69. Đấy, và bây giờ còn là đi này. Đấy, để em cân lại cho bác xem. Đó. Đây, 65,9, tức là bây giờ em là còn có 66 cân thôi. Đấy, 66 cân. Bình thường là 68 cân, giảm được 2 kg thôi nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là cân người nhá, cân người. Lên cho em là cân người hoặc là cân sức khỏe cũng được. Lên cho em là cân người đi. Con này chuyên để cân người mà. Cân người. Giá thì đợt này về cho bác giá tốt luôn. Các bác lên cho em là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái cân sức khỏe như này. Rồi, ok. Chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video tranh thủ gửi tới các bác. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng.
Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mũ này, thì em lên cái mã của nó sẽ là mũ ông già nhá. Đấy thì cái này nó gọi tên là như thế thôi, chứ còn là ông già rồi người trung tuổi cũng đều đội được hết. Đấy và rất là ngon lành các bác này. Đấy ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khuy như này, thì các bác có thể là mình đeo thì mình có thể mình thắt lên như này nhá, thắt lên như này. Đó, mình có thể thắt lên như này, hoặc là các bác thả xuống cũng được, thả xuống cũng được, để mình đội nó rất là hợp lý cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ một mũ thì nó sẽ kèm thêm cho các bác là một cái miếng khẩu trang như này các này, một cái miếng khẩu trang như này. Thì để nhà các bác về nhà khi các bác đeo thì nó sẽ có thêm cho các bác cái khẩu trang này nữa, để các bác thắt vào đây cho em. Đây, thắt vào đây cho em này. Đấy, các bác thắt vào đây cho em. Thì nó sẽ là một cái khẩu trang để giúp cho các bác che mặt đằng trước nhá. Đấy, mùa đông khi các bác đội này thì nó sẽ là vừa là che tai, vừa là che mồm che mũi cho bác luôn, che mồm che mũi luôn, rất là ngon này các bác này. Đó, thì nó sẽ có thêm một cái khẩu trang như này nữa. Thì các bác muốn đeo cả cái khẩu trang này thì đeo, mà không đeo thì thôi. Đấy, tùy theo. Và sản phẩm thì nó sẽ đi kèm như vậy rồi. Đây em sẽ đội thực tế cho bác xem luôn. Lên cho em là mũ ông già nhá. Giá của nó sẽ là 95.000 cho một con mũ. Đấy em sẽ đội cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đây nhá. Đó. Đấy bình thường thì các bác đeo vào nó sẽ có cả khẩu trang như này nữa, thì siêu ấm luôn nhá, siêu ấm luôn. Và cái quai này thì các bác thắt vào đây cho em này. Đó là nó sẽ kín mít luôn nhá, kín mít luôn. Rất ấm các bác này. Đấy. Độ như này thì miền Bắc mà mùa đông lạnh thì các bác đội vào cho em thì thôi chấm hết luôn. Đấy, chấm hết luôn, quá đẹp luôn các bác này. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể bỏ cái khẩu trang này ra này. Bỏ khẩu trang này ra, sau đó thì mình thắt lên như này. Thắt lên như này thì mình đội như một cái mũ phớt bình thường nhá. Hoặc các bác có thể thả này xuống này. Mùa đông các bác đội siêu ấm luôn nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhung này. Đấy. Nó sẽ là dạng nhung lông như này. Thì các bác đội vào thì nó rất là êm và ấm luôn. Đấy, nó sẽ là nhung lông như này nhá. Đấy, bên trong này của nó cũng là trần nhung hết này. Rất êm và ấm luôn. Và cái giá thì siêu hạt rẻ cho bác luôn, chỉ có 95.000 cho một cái mũ ông già như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, một mũ và kèm theo một khẩu trang. Bình thường thì các bác có thể đội bình thường như này. Đấy các bác gấp hết lên thì mình sẽ đội như một cái mũ bình thường thôi. Đội như một cái mũ phớt bình thường. Giờ lạnh hoặc các bác đi ra ngoài thì mình sẽ thả cái phần quai này xuống. Rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già giá sẽ là 95.000. Đó. Lên cho em đó là mũ ông già này, đó. Mũ ông già. Giá sẽ là 95.000 nhá. 95.000 trong chiếc mũ ông già như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em đó là cái đèn một cái mẫu đèn pin mới này, bên shop mới về nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em cái đèn này, nó sẽ là đèn phễu này. Đấy nó to và nó chỉ có một cái như cái đèn như cái phễu như này. Đấy như một cái phễu như này thì các bác lên cho em là đèn phễu nhá. Đó, đèn phễu này. Đấy con này thì cũng dùng để đeo đầu và nó có 3 chế độ sáng này, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu các bác nhá. Đó. Và con này thì sẽ có dây sạc cho các bác đây, dây sạc đây, và các bác có thể ngoắt nhéo như này rất là tiện luôn này. Đấy. Và đây nó sẽ có chế độ như này các bác này, có báo pin luôn, có báo pin các bác nhá. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, có báo pin cho các bác luôn nhá. Rất là ngon lành, có quai đeo như này, có quai đeo như này các bác đeo vào cho em. Đó. Con này thì pha của nó cũng khá là giỏi luôn nhá, pha của nó khá là giỏi luôn. Đó, và rất tiện ích. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con đèn phễu như này. Các bác lên cho em đèn phễu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là giá siêu tốt cho bác luôn, 95.000 thôi. 95.000 cho một con đèn phễu như này nhá. Đấy, con này thì các bác lên tên cho em là đèn phễu. Giá của nó sẽ là 95.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đó. Đèn phễu này. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, con này dùng để các bác đeo đầu rất là ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nến đỏ nhá. Nến đỏ các bác chỉ cần là bật cái công tắc này là nó sẽ lên thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên cho em là nến đỏ. Giá sẽ là 40.000 cho một cây nến như này. 40.000 cho một cây nến như này các bác nhá. Đấy. Nó là một cái dạng là bằng chạy bằng pin, chạy bằng pin và nó có cái độ nhấp nháy như này. Nó như một cây nến thật luôn nhá, như một cây nến thật luôn. Giá thì sẽ là 45.000 cho một cây nến đỏ như này nhá. Đấy các bác lên mã giúp cho em đó là nến đỏ. Nến đỏ nhá. Giá của nó sẽ là 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Đó thì con này rất là tiện ích luôn. Đó. 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Hàng thì rất đẹp các bác này, về nhà các bác có thể là đề co trang trí này, hoặc là các bác dùng để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đấy và nó sử dụng cái pin cúc áo nhá. Rất là dễ mua thôi, cái pin này các bác ra hiệu sách hết, các bác ra hiệu sách mua cho em 5.000 ba viên. Đó rất là tiện ích để về mình thay tháo. Lên cho em là đèn đỏ nhá.
À nến đỏ nhá, lên cho em là nến đỏ này. Nến đỏ, giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một cây nến đỏ như này. Giá chỉ có 45.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ hút nước rửa bát nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu vòi hút như này, một đầu vòi hút như này. Đó. Kèm thêm ống dẫn này. Ống dẫn rồi dây dợ đầy đủ cho các bác luôn, có cả nắp xoáy vào các cái đầu can luôn nhá. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này nhá. 70k. Lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát. Giá sẽ là 70.000 thôi. Giá cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là hút rửa bát nhá. Hút rửa bát này. Hút rửa bát giá sẽ là 70k cho một bộ như này. Hàng bằng inox cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Các bác này. Bát này có tác dụng gì đúng không? Nhưng mà sau một hồi vào vạch thì mình phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng, những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này, hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy, đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cho cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng, rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ được ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những cái chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra cái vòi này cũng làm từ thép không tỉ nên các bạn không cần phải lo bị rỉ sét trong quá trình sử dụng đâu nhá. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Mình để sẵn rất là tiện luôn. Các bạn lấy nước rửa bát như thế này, để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò từ cái lỗ vô dụng trên một rửa này nhé. Đầu tiên các bạn tìm cho mình một cái đầu vòi bơm của một lọ ấn kiểu như thế này, về gắn nó vào đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa, tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở tủ bên dưới, vậy là xong. Như thế này, lấy nước rửa bát đã đủ xịn sò chưa? Tên nó là cái gì đây? Bình thường, tên các bạn lấy nước rửa bát như thế này, để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò. Đó, rất tiện luôn, lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này. 70.000 cho cái hút rửa bát như này các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Cái này thì các bác có thể là cọ bàn ghế này, cầu thang này, rồi nói chung là các cái vị trí mà sản phẩm bằng gỗ hoặc là các cái nền nhà khe khẽ đều cọ được hết nhá. Thì em lên cho các bác là chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế. Thì đây, ví dụ như cái phần bàn ghế này, rồi ban thờ này, rồi nói chung là ở đâu cũng được, nó là một cái dòng chổi như này. Thì em lên tên là chổi cọ bàn ghế nhá. Các bác về các bác kỳ cọ bàn ghế rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. Đó, chổi cọ bàn ghế này. Chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế giá sẽ là 35k. 35k một chiếc nhá. 35.000 cho một chiếc như này thôi. Đấy, phần lông của nó thì chiều dài khoảng là gần 20cm và cái chiều rộng này khoảng 5cm. Rất là nhiều lông bằng cước như này thì khi các bác kỳ cọ nó rất là sạch luôn nhá. Đấy, các bác đánh cọ bàn ghế rồi trên các cái khu vực như là rất là nhiều nơi các bác vệ sinh như cho em rất là tiện. Đấy, chỗ nào cần thì các bác cọ cho em nhá. Đấy, thì em lên tên nó là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k một chiếc nhá. 35 cành cho một chiếc như này, hàng cực kỳ cao cấp luôn, nội địa của Nhật các bác này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là kia đệm ghế nhá. Chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì gần 30 nhá. Đấy, các bác chuyên để dùng thì mình để các cái phần ghế này, các bác ngồi mình ngồi cho nó êm đấy. Đấy, thì con này nó sẽ là dạng dệt 5D theo kiểu than tổ ong như này. Thì khi các bác ngồi này, ngồi xuống thì nó rất là mềm nhá. Các bác có thể để cả quả trứng ngồi lên cũng không vỡ đâu. Đó, rất là tiện ích luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá, đệm ghế. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 80.000 à? 80.000 cho một cái đệm ghế như này, rất tiện ích luôn. Đấy, và đây nó sẽ là một cái dạng vải thoáng khí nhá. Khi các bác ngồi vào thì nó rất là êm và thoáng khí này. Bên dưới thì có một lớp cao su non này và bên trên thì nó sẽ là một cái dòng vải dệt thoáng khí. Khi các bác ngồi thì nó rất là êm ái và thoáng khí cho các bác, rất là tiện ích luôn. Và con này thì giá thì chỉ có 80k thôi. Rất là tiện dụng con nhá, rất tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá, đệm ghế giá sẽ là 80.000. Đó. Đệm ghế giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. Đấy, em sẽ có video thực tế luôn. Đấy. Rất là mềm luôn nhá, cho cả trứng ngồi lên cũng không việc gì nhá. Đấy các bác thấy không? Rất là ok luôn. Đó. Rất tiện ích luôn. Đó, thì các bác có thể dùng để mình đây là cái nệm 3D thoáng khí. Chất liệu của nó được làm từ silicon với thiết kế hai lớp dạng tổ ong. Mình ngồi không có bị nóng hay là bí vùng mông. Độ đàn hồi của nó thì không chê vào đâu được. Ngồi từ ngày này qua tháng nọ cũng không bị biến dạng đâu nha. Bây giờ mang ra thử với trứng gà xem nào. Người ta thử một trái nhưng mà kiên quyết ba trái luôn.
cũng sợ nó bể lắm. Nhưng không sao, trứng vẫn còn nguyên vẹn nha. Cùng cha khác ông nội với cái nẹp 3D thoáng khí này là một cái nẹp 3D thoáng khí đời đầu. Mẫu cũ này thì có một lớp thôi. So sánh thử thì Kiên thấy mẫu mới này nó đàn hồi tốt hơn và có độ dày đều hơn. Tóm lại thì Kiên thấy cái nẹp 3D này dùng khá là ổn, êm ái cặp mông. Đấy, rất là ngon lành nha. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Được. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm đa năng các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kìm đỏ đa năng này. Đấy, nó sẽ là màu xanh đỏ như này thì em gọi là kìm đỏ đa năng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng các số hotline của bên em. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ đa năng nhá. Đây nó sẽ làm con kìm hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, Japan các bác này. Đó, hàng của Nhật thép CRV không gỉ này. Ở đây thì nó sẽ có kèm cho các bác là bấm cốt này, tuốt dây này, cắt này, vặn ốc này, rồi xoắn dây này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy, và con này ưu điểm của nó là nó có cái lò xo đẩy như này thì khi các bác dùng nó rất là tiện nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này thôi, 100k cho một con kìm đỏ như này. Con này thì rất là tiện ích luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ, giá sẽ là 100k nhá. Đấy, kìm đỏ này. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k trong chiếc kìm đỏ như này các bác nhá, 100.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan nhá. Đây, hàng nội địa của Nhật made in Japan luôn. Đây các bác quan sát này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Thì con này sẽ bao gồm cho các bác là một đầu kéo và một đầu cưa. Về nhà thì các bác lắp cả kéo cả cưa vào cho em là mình sử dụng thôi. Đây, lắp ráp thì như trên hình như này các bác này. Lắp ráp như trên hình như này cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên cho em là kéo cành trên cao nhá. Kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao. Kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao. Giá sẽ là 130k. Đây em sẽ có cái video hướng dẫn cho các bác xem luôn cách lắp đặt và sử dụng luôn nhá. Giá chỉ có 130.000 thôi, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là lắp cho em cái cán vào thôi. Sau đó thì mình cắt này. Nó rất là tiện luôn nhá. Đó. Lắp cán, lắp cưa vào là mình cắt thôi, rất là tiện luôn. Đấy, về nhà thì các bác tự lắp cán, lắp cưa vào. Cán thì mình có thể dùng bằng gỗ, bằng sắt, bằng thép, tùy theo. Đấy, mình có cán nào mình dùng cán đấy, lắp vào cho em, sau đó thì mình đưa vào là mình cắt thôi. Cành nào vừa phần cắt thì phần cắt, mà cành nào không cắt được thì các bác chuyển sang cưa nhá. Nó rất là tiện ích luôn. Đó. Rất tiện ích luôn. Đó. Lắp đặt cũng rất là đơn giản thôi, giá chỉ có 130.000 thôi nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo các bác nhá. Các bác lên cho em là băng dính hai mặt nhá. Đấy, nó sẽ là cái băng dính hai mặt như này. Đấy, băng dính trong hai mặt như này rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình dính ổ điện này, hoặc là dính các cái phần nào mà mình cần phải dính lên tường này, hoặc lên tủ, lên bàn, lên ghế đều được hết. Đấy, thì các bác lên cho em là cái gì, cái này là cái gì nhỉ? Băng keo trong à? Lên cho em là keo trong hai mặt nhá. Đấy, băng keo trong hai mặt. Băng keo trong hai mặt nhá. Băng keo trong hai mặt, giá sẽ là 25k cho một cái cuộn băng keo trong hai mặt như này. Về nhà thì các bác chỉ cần bóc ra, bản của nó thì vào khoảng là 2,5 và chiều dài thì vào khoảng là 5m, các bác dùng thoải mái luôn. Một cuộn này các bác dùng còn lâu mới hết các bác nhá, và rất là tiện ích luôn. Thì các bác có thể dùng để dán ổ điện này và dán rất là nhiều chi tiết được. Băng keo trong hai mặt. Đây các bác nhá, mình có thể là dán ổ điện này, rồi dán mọi thứ đều được. Đây các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Dán ổ điện, dán thảm này, rồi dán khung tranh này. Đấy, dùng các bác cho vào đâu cũng được, nó rất là tiện ích. Đấy, rất chắc chắn luôn. Thấy chưa? Nó rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một cuộn băng keo trong này thôi. Bóc ra thì nó không có vết nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là băng keo trong hai mặt, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dao Nhật này. Thì nó sẽ có cho các bác là các cái mẫu như sau. Đầu tiên là nó sẽ là bộ ba dao cán gỗ nhá. Thì bên shop bán nó sẽ như sau. Đấy. Đầu tiên là một con dao chặt này, hàng của thương hiệu Seki Japan này. Đó, Seki Japan này. Đấy. Giá thì con dao chặt này sẽ là 180.000. 180.000 cho một con dao chặt thế này. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt gỗ, giá sẽ là 180.000 nhá. Hàng cực kỳ sắc bén này, chặt khá là dày luôn, dày khoảng là 2 ly nhá. 2 ly.
các bác có thể dùng để chặt xương trâu xương bò này. Đấy, xương trâu xương bò rồi chặt gà chặt cá này. À con này vào khoảng là 5 ly các bác nhá. 5 ly rất là dày luôn. Đó, rất là dày các bác này. Đấy, rất là dày luôn. Cực kỳ là dày, chặt thì cực kỳ làm tay luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Dao chặt gỗ 180.000 này. Tiếp theo thì sẽ là một con dao gọt gỗ này. Con dao gọt này thì sẽ là 40k nhá. 40k cho một con dao gọt như này nhá. 40.000 một con dao gọt như này. Tiếp theo là đến một con dao Thái này. Thái của thương hiệu Asaka này. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k. Con này thì lên cho em là thái gỗ nhá. Thái gỗ, giá sẽ là 80.000. Còn con này là gọt gỗ 40.000. Đấy, nếu các bác mua combo thì bên em bán là 3 con như này thì lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ giá chỉ có 260.000 thôi. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 260.000 cho một cái bộ 3 con dao cán gỗ như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 260.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao của thương hiệu Wattbull nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng cao cấp hơn một chút. Cầm cho anh cái con G2 này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng siêu bén rồi của thương hiệu Wattbull, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này. Đó, và nó sẽ có cho các bác là một con dao, nó có một con mũi nhọn và một con mũi vuông nhá. Đấy, thì bên em gọi nó sẽ là dao mũi nhọn và dao mũi vuông. Con này thì nó sẽ là dòng mũi vuông này. Đấy, cái mũi nó vuông như này thì em gọi nó là mũi vuông. Hàng này thì khỏi phải bàn về độ bén rồi. 180.000 cho một con như này. Khỏi test giấy luôn. Cắt giấy bóng như này là các bác biết rồi nhá. Đấy, dao mà dọc được giấy bóng như này là không phải dao nào cũng dọc được đâu các bác nhá. Đấy, rất là bén luôn. Còn dọc giấy thì quá là bình thường rồi. Con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Con này là dao vuông. Giá sẽ là 180.000. Còn đây em sẽ có thêm một con này nhọn nữa này, con nhọn nữa. Chiều dài của dao thì nó đều là vào khoảng là 30cm nhá. Nó đều là vào khoảng 30cm. Thì rất là tiện cho các bác dùng để thái. Rất là thái, thái thì rất là vừa tay luôn. Và thép của nó là thép không dỉ nhá. Thép không dỉ. Đây, con này thì mũi nó nhọn như này. Cho nên là bên em sẽ lên là dao mũi nhọn này. 175.000. 175.000 con này các bác nhá. Đấy, hàng này thì về độ bén thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đó, rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất bén luôn. Dọc giấy các bác này. Đó, dùng cẩn thận đứt tay cho em nhá. Đó, thương hiệu Wattbull này, Japan này, thép không dỉ này. Đấy, Chromava này 18 này. Thép này là thép Arcon luôn. Thì con này nó sẽ là dao mũi nhọn nhá. Con dao mũi nhọn này sẽ là 175.000. Đấy, con này thì các bác lên cho em là dao mũi nhọn này. Đấy. Dao mũi nhọn sẽ là 175.000. Dao mũi nhọn này. Dao mũi nhọn 175k nhá. Đó. Còn con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Dao vuông giá sẽ là 180.000. Dao vuông 180.000 nhá. Dao vuông nhá. Đấy. Dao vuông này. Đấy, 180k. Mua hai con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác giá là 350.000 và bao ship nhá. 350.000 và bao ship cho hai con như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Bộ này bao gồm cho các bác là khoảng là 46 chi tiết. Đấy, V46 như này. Bao gồm cho các bác khoảng 46 chi tiết tất cả này. Đấy. To nhỏ lớn bé, lục giác ba khe, tròn mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Đó, bao gồm cho các bác là 46 chi tiết thì sẽ có cho các bác là vào khoảng là 20 đầu khẩu này. 20 đầu vít này. Đấy, nó sẽ khoảng 20 đầu vít như này. Rồi khẩu từ 4 đến 14 này. Đấy, các đầu khẩu từ 4 đến 14 cho em. Đầy đủ cho bác luôn. Đó. Và một tay công, một tay nối dài và các cái đầu vít chi tiết như này. Đấy. Đây nó sẽ là một tay công như này nhá, một tay công như này. Thì các bác có thể lắp trực tiếp vào trong cái khẩu này các bác sử dụng này. Con này có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Hoặc các bác có thể lắp cái những cái đầu vít này vào này. Đấy. Lắp những cái đầu vít này vào cho em. Đấy, lắp những cái đầu vít này vào mình sử dụng này. Đấy, sử dụng để bắt vít này, rất là tiện luôn nhá. Hàng có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá. Ngoài ra thì các bác không dùng cái con tay công này thì các bác có thể dùng trực tiếp cái con này cho em này. Đấy, lắp con này vào cho em. Đó, để mình sử dụng mình xoáy vít này. Xoáy vít hoặc xoáy công cũng đều rất là được luôn. Đó. Giá thì một cái bộ V46 chi tiết như này giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000 cho một cái bộ như này nhá. Giá quá hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là V46 nhá. Có cả cái tay lắt léo như này này, tay lắt léo này. Rồi có các cái tay công như này luôn. Nói chung là con này thì giá rất hợp lý cho bác rồi. Chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là V46 nhá. Đầy đủ đựng trong cái hộp mà nhựa như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Giá quá hạt rẻ luôn. V46 giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho bộ V46 như này. Giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đựng rác nhá. Đấy, các bác lên cho em là túi đựng rác này. Đấy, một bịch này của nó thì sẽ là 100 chiếc nhá.
Kích này của nó là 100 chiếc và kích thước của nó thì sẽ là 45. Đấy, 45 nhân với lại 45 nhân 50. Đấy. 45 nhân 50 và một bịch là 100 chiếc. Đấy, về nhà thì các bác nó có dập sẵn cái đường như này rồi. Dập sẵn cái đường này này. Đấy. Nó sẽ dập sẵn như này cho các bác này. Các bác chỉ cần là xé cho em theo cái đường dập như này. Đó, sau đó thì mình về mình mở ra là mình bỏ rác vào đây cho em này. Đấy. Mở ra mình bỏ rác vào đây cho em thôi. Bỏ rác vào đây. Sau đó khi mình đi đổ thì mình chỉ cần là cầm tay rút cái quai này cho em này. Đấy. Rút hai cái quai này là nó sẽ đổ được các bác này. Đấy, ở đây nó sẽ có quai rút như này. Rất tiện ích luôn nhá. Đấy, con này thì chịu nhiệt rất là tốt luôn. Giấy thì siêu mỏng nhưng lại rất là dai. Mỏng dai, chịu nhiệt tốt. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho một quận như này thôi. 50k cho một cái quận túi rác như này. Đấy, lên cho em là túi rác, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy, lên cho em là túi rác này. Túi rác giá sẽ là 50k nhá. Và một bịch này của nó là 100 chiếc luôn. Thoải mái cho các bác sử dụng đây. Một bịch của nó hẳn 100 cái như này. Tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Đấy, con này các bác đổ cả nước nóng và cũng rất là ok. Giá rất hợp lý cho các bác, chỉ có cho các bác là đi 50.000 cho một bịch 100 cái, tính ra vào chỉ có 500 con một chiếc này thôi. Đấy, 100 cái này rằng ngày dùng một cái là 3 tháng mới hết một bịch nhá. Thì tính ra là 50.000 mà trong vòng 3 tháng quá rẻ luôn các bác nhá. Hello chào các bác nhá. Nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để gửi tới các bác trân trọng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó. Các cái mã sản phẩm em lên cho bác trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã, đó là cái vòi nước nhá. Vòi nước thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Đó là mẫu đầu tiên nó sẽ là mẫu van hai đầu nhá. Đấy. Các bác lên cho em là van hai đầu. Đó, van hai đầu như này. Đấy, đây nó sẽ là một con van nước hai đầu như này nhá. Bằng inox 304 không bắt 500. Inox 304. Inox 304 không bắt 500 các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là van hai đầu. Van hai đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000 nhá. 75.000. Lên cho em là van hai đầu nhá. Van hai đầu này 75k đợt này về cho bác, giá chỉ còn là 70k cho một con van hai đầu như này nhá. 70.000 cho một con van xả hai đầu như này. Đấy, lên cho em là van xả hai đầu nhá, van xả hai đầu này. Tiếp theo thì nay bên shop có về cho bác một cái mẫu van xả một đầu này, thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đó. Con này nó cũng là hàng inox 304. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái van một đầu nhá. Đấy. Van một đầu đây, cũng hàng bằng inox 304 này, su 304 nhá, su 304. Cực kỳ dày dẫn chất lượng cho bác luôn. Tất cả đều có đầu gen xoáy như này nhá, đều có đầu gen xoáy này các bác này. Đấy. Đầu gen xoáy này các bác có thể xoáy ra để kết nối với các cái vòi nước khác cũng rất là ok. Đó, inox 304 dày dẫn chắc chắn. Lên mã giúp cho em đó là van xả một đầu nhá. Đấy. Van một đầu. Con này thì các bác lên cho em là van một đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là van một đầu này, giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, đang bán là 55.000. Về cho bác giá là 50k. Lên cho em là van một đầu nhá. Van một đầu này, đó. Đấy, van một đầu. Đấy, giá của nó sẽ là 50.000. Đó, van xả, vòi xả một đầu, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 này. Đây là một cái dòng xịt chuyên để xịt các bác xịt vào các cái vị trí ví dụ như là bị thấm gọi là bị ngấm nước này, hoặc là nói chung là bị gọi là đây. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia này các bác này. Đấy, Australia các bác nhá, Australia. Đấy, và ở đây thì nó sẽ là khởi động lại động cơ bị thấm ướt này. Đó, làm nới lỏng các bộ phận bị rỉ sét này. Tiếng kêu phát ra từ động vật cọ sát này. Đấy, từ các cái vật cọ sát này. Và chống rỉ sét và ăn mòn. Đấy, thì các bác lên cho em là xịt RP7. Giá của nó sẽ là... Các bạn 16 bạn nam, 12 bạn nữ. Ok. Lên cho em là xịt RP7 nhá. Xịt RP7. Xịt RP7 giá sẽ là 50k. Đấy, trước em bên em có cái mẫu 35.000, nhưng 35.000 thì hết rồi. Tại vì mẫu 35.000 là mẫu rất là nhỏ, cái mẫu này thì 50.000 và nó to gấp đôi luôn. Xịt RP7 nhá. RP7 giá sẽ là 50k cho một bình xịt như này. 50.000 nhá. Đấy, 50.000 cho một bình xịt RP7 này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái dòng đồ thực phẩm nhá, đồ thực phẩm. Con này thì nó sẽ là hàng táo khô. Đấy, táo khô của Nhật này. Đấy, hàng rất đẹp cho bác luôn. Hạt to, đều, đẹp, chất lượng. Các bác lên cho em là táo khô của Nhật nhá. Cái này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một bịch như này. 100.000 cho một bịch táo khô như này. Đấy, cân nặng của nó thì vào khoảng từ 800g đến 1 cân nhá. 800g đến 1 cân. Thì các bác lên cho em là táo khô nhá. Táo khô, giá của nó sẽ là 100k cho một túi như này nhá. 100k cho một túi táo khô như này. Rất tiện ích luôn các bác này. Đấy, đây.
hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, táo của Nhật này. Cái này thì các bác có thể dùng để mình hãm nước uống trực tiếp này, hoặc là ngâm rượu này, hoặc là nói chung là dùng đa chức năng được luôn. Đó, hầm xương rồi nói chung là làm các công việc đều được. Đấy, các bác chế biến thực phẩm thức ăn rất là ok. Hàng to đều đẹp, an toàn vệ sinh thực phẩm nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một bịch táo khô như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bịch nho khô nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là đựng hộp như này. Đựng hộp như này các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà, hoặc là mua về để đi Tết cũng rất là đẹp và lịch sự. Đấy, đây nó sẽ là một bịch như này các bác này. Đấy, một bịch như này. Hạt to đều đẹp. Đấy, to đều đẹp như này. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, to đều đẹp, rất là tuyệt vời. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bịch táo khô như này. Giá của nó sẽ nho khô như này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90k. Đấy, lên cho em là nho khô này, nho khô. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Con này thì cân nặng của nó thì nó cũng vào khoảng là từ 6 đến 8 lạng nhá. Đấy, 6 đến 8 lạng. Đây, hàng thì của tập đoàn Samsung này. Đấy, của tập đoàn Samsung. Đó, giá thì rất hợp lý, chỉ có 90.000 cho một bịch nho khô như này thôi. Thì bên shop có nho khô, nho khô, táo khô, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái con máy mài dao nhá, máy mài dao. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, và con này thì nó hàng này nó sẽ có sẵn cho các bác cái đầu cắm như này luôn. Các bác chỉ cần cắm vào bật công tắc lên là xong nhá. Cắm vào bật công tắc lên cho em là xong. Đó. Và có cả viên đá mài ở đây nữa. Giá thì sẽ là 90.000 cho một con máy mài dao như này. Chuyên dùng để mài dao, mài dao, mài kéo rất là ok nhá. Đấy. Có cả phần mài dao, có phần mài kéo, và các bác lắp vào là cái viên đá mài nó sẽ chạy nhá. Rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy mài dao nhá. Máy mài dao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con máy mài dao này thôi. 90k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là máy mài dao này. Giá sẽ là 90k. Đó, máy mài dao. Máy mài dao giá sẽ là 90k nhá. 90k cho con máy mài dao như này. Đây các bác này, đây nó sẽ là một con máy rất là xịn sò như này các bác này. Đấy. Đưa cho anh cái lọc rác. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó. Một cái thôi. Đấy, rất là tiện luôn. Con này thì rất là thông minh, các bác có thể dùng để mình mài dao mài kéo rất là tiện nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một con máy mài dao như này các bác này. Đấy. Các bác đưa vào mình liếc đi như này xem là xong này. Đó, các bác thấy không? Đây. Rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con máy mài dao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn học chống cận nhá. Giá sẽ là 100k cho một con đèn học chống cận như này. Con này thì các bác có thể dùng để cho các em học bài này. Đấy, rồi nói chung là đa di năng luôn. Và dòng này của nó, nó sẽ là cái dòng bằng pin nhá, chạy bằng pin. Đấy, tương đối là tiện ích luôn. Có cáp sạc nhá, chạy pin có cáp sạc này. Đấy, các bác bật đây này cho em này. Học bài, đọc sách này, hoặc là khi mà mất điện thì các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước, nó rất là tiện luôn. Đó, đây, bác lắp cái này vào cho em này. Đó, rất là chắc chắn luôn. Đây, thì đây là công suất của nó là 10W này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng trung tính nhá. Đấy, rất sáng luôn. Các bác có thể dùng để đọc sách này. Đấy, rồi học bài này, có thể gập lên gập xuống được rất là tiện này. Các bác thấy không? Đó. Lên cho em là đèn học chống cận nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con đèn học chống cận như này thôi. Và chạy bằng pin, cảm biến này. Bật này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đó, rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn. Thì công suất của nó là 10W. Các bác có thể dùng để ăn cơm, ăn nước này, học bài, đọc sách, nói chung là đa di năng luôn. Cũng rất là tiện ích. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này nhá. Kèm một cái cáp sạc như này. Lên cho em là đèn học chống cận. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100.000 thôi. 100k cho con đèn học như này thôi. Thì con này các bác dùng rất là tiện ích luôn. Mua cho các em nó học bài viết rất là tiện. Đèn học chống cận này. Đèn học chống cận giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn học chống cận như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ rổ này. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông nhá. Thì đây nó sẽ là một cái rổ như này, một cái rổ như này. Và nó sẽ có cho các bác là 3 chậu và 3 rổ nhá. Đấy, combo sẽ là 3 chậu 3 rổ. Hàng thì nó sẽ là cái hàng nhựa của Song Long nhá. À, nhựa của Việt Nhật nhá. Đấy, nhựa của Việt Nhật, siêu mềm và rất là dẻo dai với nhá. Siêu mềm rất dẻo dai như này. Giá thì chỉ có 90.000 thôi, 90.000 cho một bộ rổ vuông như này. Các bác lên cho là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một bộ rổ vuông như này. Nhựa này của nó rất là dẻo dai luôn các bác này. Đây, rất dẻo dai luôn các bác theo. Đây. Đấy, dùng nó rất là đã này các bác này. Đấy. Quấn vào cũng không việc gì luôn các bác theo. Rất dẻo dai nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là 3 đôi như này, 3 đôi như này, rổ kèm chậu như này, cứ 3 đôi như này, 90.000 cho 3 đôi.
Đấy, 90.000 cho 3 đôi như này thì nói chung nó cũng rất là tiện ích và giá hợp lý rồi. Đấy, chất nhựa của nó khỏi bàn luôn. Nhựa nguyên sinh, an toàn thực phẩm và sử dụng thì cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 90k trong cái bộ rổ vuông này thôi. Hàng nhựa của Việt Nhật nhá. Đấy, hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn và giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá, giá sẽ là 15.000. Các bác đặt vào cái chậu rửa bát đấy, nhà mình đấy, chậu rửa bát hoặc là các cái phần nào vừa cái này thì các bác đặt vào cho em, giá sẽ là 15k nhá. Lên cho em là lọc rác inox này, lọc rác inox nhá, lọc rác inox giá sẽ là 15k một chiếc như này nhá, 15k một chiếc lọc rác inox như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn, nó rất là tiện ích. Đây các bác này, đấy, ví dụ như các bác dùng một cái lọc thường như này thì nó rất là bẩn nhá. Giống như cần gạo còn sót lại có thể dễ dàng dính vào đó, tôi ném thẳng vào thùng rác. Dùng cái này tiện lợi hơn, nhiều lỗ nhỏ hơn và thoát nước nhanh hơn. Điều quan trọng nhất của việc không tích nước là nó không dính vào đồ vật. Chỉ cần đổ nhẹ nhàng là sẽ sạch, thật tiện dụng phải không ạ? Một món đồ không thể thiếu trong căn bếp của bạn. Nó thực sự dễ sử dụng hơn nhiều so với bàn gốc. Lỗ bàn đầu nhỏ hơn, thoát nước rất chậm, dễ dàng tích tụ nước và lỗ của nó cũng tương đối lớn. Giống như cần gạo còn sót lại có thể dễ dàng dính vào đó. Tôi ném thẳng vào thùng rác. Dùng cái này tiện lợi hơn, nhiều lỗ nhỏ hơn và thoát nước nhanh hơn. Điều quan trọng nhất của việc không tích nước là nó không dính vào đồ vật. Chỉ cần đổ nhẹ nhàng là sẽ sạch. Thật tiện dụng phải không ạ? Giới thiệu mọi người lọc rác bồn rửa bát tiện lợi ạ. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không cháy màu vàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng xanh nhá. Giá thì sẽ là 20.000 cho một típ như này. Đấy, keo đa năng xanh. Đấy, giá sẽ là 20.000 cho một típ keo đa năng xanh như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng keo siêu dính luôn. Dính trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt. Một lọ này của nó thì nó sẽ được là 60g nhá, 60g. Lên mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh nhá. Keo đa năng xanh này. Keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20k một típ và 50.000 cho 3 típ nhá. Keo đa năng xanh. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán. Đó, giá thì chỉ có 20.000 cho một típ thôi nhá. Và 50.000 ba típ. Mã tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp tam đồng nhá. Các bác lên cho em là hộp tam bằng đồng như này. Đó, hộp tam bằng đồng rất là đẹp luôn. Cái này thì chính thức của nó thì gọi tên là hộp tam đồng thôi. Nhưng mà nó là thuộc dạng là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 cho một hộp tam đồng như này. Đó. Các bác về các bác chỉ cần là cho tam vào đây cho em là xong, cho tam vào đây. Đấy, khi nào dùng thì mình ấn thì nó sẽ đẩy lên. Đấy, bỏ xuống thì nó sẽ là đẩy xuống. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là hộp tam đồng nhá, hộp tam đồng. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, 95k cho cái hộp tam đồng như này nhá. Hộp tam đồng giá sẽ là 95k một hộp. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia sạc. Các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đây sản phẩm nó sẽ bao gồm cho các bác là một củ và một dây như này. Đấy, một củ một dây như này. Hàng thương hiệu iPhone, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, iPhone. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó thì con này các bác có thể dùng để mình sạc cho chuyên sạc cho điện thoại iPhone. Siêu tiện ích luôn này các bác này. Đấy, cảm ơn đây chưa. Đó, chuyên sạc cho điện thoại iPhone nhá. Đó, hàng của thương hiệu iPhone rất tiện ích cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đựng trong một cái hộp rất chất lượng như này, hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max nhá. Đấy, công suất của nó là 20W. Đấy, đây. Đây các bác này. Đấy. Công suất của nó là 20W nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi.
Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn mang sông nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn mang sông như này. Đấy, nó lẫn lộn ấy, tách nó ra. Đấy. Hàng made in Japan nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ cần bật này lên là nó sẽ lên đèn sáng này, rất đẹp luôn nhá. Có điều chỉnh chiết áp luôn. Lô này về bên shop về cho các bác một cái màu đỏ đậm cực kỳ đẹp luôn. Màu này thì các bác có thể dùng để decor trang trí này, để trên ban thờ các thứ này, đều rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Con đèn mang sông này là 130 à? 120.000 thôi nhá. Đấy, giá đợt này về giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, có công tắc này. Con này thì vừa là đóng ngắt vừa là chiết áp luôn, tăng giảm áp lực nhá. Đấy, đây các bác này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quả pin như này. Pin 18650 nhá. Và kèm cho các bác một cái cáp sạc, về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Rất là tiện ích luôn, bật lên này. Có điều chỉnh chiết áp sáng tối, dùng để ăn cơm ăn nước, decor trang trí ban thờ, phòng ngủ, phòng khách đều được hết nhá. Đấy, ngoài ban công, ngoài hiên rồi nói chung là để đâu cũng được, rất hợp lý thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 nhá, 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông. Đèn mang sông này. Đèn mang sông. Giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Trước đang bán 130 về cho bác giá 120 luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt nhá. Đấy, khăn rửa mặt của Hàn Quốc. Cái dòng này thì rất là tiện, các bác thì dùng để mình rửa mặt rồi vệ sinh cũng được hết nhá. Vệ sinh lau chùi bàn ghế bát đĩa đều được hết, thì các bác mua về mình sử dụng đa chức năng luôn. Thì mua cả dây này cho em cho nó rẻ. Một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc và giá sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn mặt Hàn Quốc. Đấy, một bịch này là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 một bịch như này và bán cho 20.000 ba chiếc. Hàng siêu dày dẫn luôn, siêu dày dẫn chắc chắn rất là ngon lành nhá. Và sẽ có cho các bác kích thước là chiều dài sẽ là 50 và chiều rộng là 30. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Và có đủ màu cho các bác luôn. Đó thì hàng của Hàn Quốc như này rất là chất lượng nhá. Đó. 20.000 ba chiếc. Giá bên shop bán cho các bác sẽ là 20.000 trên bằng 3 cái nhá. Và 60.000 trên 10 cái. 60.000 là bằng một bịch như này là 10 cái nhá. Đấy, một bịch này 10 cái luôn. Giá sẽ là 60.000 cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bông lúa vàng nhá. Các bác lên cho em là bông lúa vàng. Đấy thì một bó như này bao gồm cho các bác là 2 này, 4 này, 6 8 10 à. 2 4 6 8 10. Một bó này sẽ là 10 cành nhá. Lên cho em là bó lúa vàng, một bó này là 10 cành. Giá thì sẽ là 140.000. 140.000 cho một bó lúa vàng như này. Đó. Đây thì ở đây nó sẽ là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 9 10. Rất là đẹp luôn. Màu thì màu vàng như này. Và các bác có thể là cắm vào thành bó này, hoặc là các bác có thể là cắm giải ra thành hàng được, tại vì mỗi cái dây này của nó thì nó sẽ khoảng cách là khoảng 2-30 phân gì đấy. Thì nó sẽ có cái dây giãn như này. Thì các bác có thể cắm tách ra hoặc là cắm thành một bó để trên ban thờ này. Phòng ban thờ rồi trang trí decor cũng rất là đẹp luôn. Đó, sân vườn. Trang trí sân vườn, ban thờ, ban thần tài nhá. Lên cho em là bông lúa vàng. Giá sẽ là 140.000 cho một bó như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái... các bác lên mã giúp cho em đó là cái... khò gà trắng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con khò gà như này các bác này. Đấy, lên cho em là khò gà trắng. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 50.000 này. 50.000 cho một con khò gà trắng như này nhá. Giá sẽ là 50.000. Con này thì các bác dùng để mình khò gà rồi mình làm công nghiệp, hoặc là thui chân giò các thứ thì cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là một cái khò gà như này, giá chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Lên cho em là khò gà trắng, giá sẽ là 50.000 nhá. Đó, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem, lấy ghim bấm nó vào. Có ghim chưa? Bộ
bộ lưỡi kem thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này, bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi, 30 chiếc lưỡi nhá. Đấy, 30 chiếc lưỡi như này. Ở đây thì một vỉ này là 3 lưỡi, sẽ bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi như này, 30 lưỡi lưỡi kép nhá, gồm 2 lưỡi như này. Đấy, gồm 2 lưỡi kép này. 2 lưỡi kép và một vỉ của nó là 30 nhân với lại 10 là 30 chiếc này. 3 nhân 10 là 30 này. Một bàn cạo này và một lọ kem như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp em đó là bộ lưỡi kem, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60k nhá. Giá cực rẻ luôn. Được 30 lưỡi liền, lại cả bàn cạo các thứ đầy đủ. Mua một lần các bác dùng cho cả năm luôn thôi nhá. Mua một lần dùng kem cả năm luôn, rất tiện ích. Bộ lưỡi kem. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Lên mã giúp em đó là giấy lau giày đây. Đấy thì nó sẽ là một cái dòng giấy có sẵn xà bông rồi. Về nhà các bác chỉ việc là lấy ra là mình lau thôi. Đây, bóc qua này cho em này. Đó, và nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông thì biết hết rồi nhá. Có sẵn nước và xà bông như này. Đấy, ví dụ như là giày dép các bác này. Đấy, giày dép các bác đang bị bẩn này, các bác lau đi cho em. Đấy, lau đi cho em. Đấy. Cái xà bông nó sẽ thấm vào và nó sẽ sạch luôn nhá. Thì các bác không cần phải dùng qua giặt nữa. Mình giặt thì nó sẽ hỏng giày hỏng dép, nhưng mà mình chỉ cần lau đi này cho em. Lau đi sau đó thì các bác để là nó khô là nó sẽ sáng bóng luôn nhá. Sáng bóng luôn, nó rất là tiện ích. Đấy. Ví dụ như cái này, các bác lau đi này. Đấy, lau đi là nó sẽ hết luôn nhá. Lau đi nó sẽ hết luôn. Đây nó tẩy cái mực ra này các bác này. Đấy, lau đi các bác cứ lau đi là nó sẽ hết luôn. Đấy, nó tẩy cái mực ra như này. Thì các bác lên mã giúp em đó là giấy lau giày nhá. Giấy lau giày. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một bịch như này. 20.000 bịch như này và mua thì sẽ là 50.000 ba bịch nhá. 20k trên bịch như này và 50k trên ba bịch nhá. 50.000 trên ba. Đó. Được, ok. Chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Ngày hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship hoan hỉ vui vẻ các bác nhá. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Hôm nay bên shop về cho các bác một số các cái mã vòng rất là hay và đẹp. Đây là đều là các loại vòng giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, dùng cực kỳ là tốt luôn. Và nó sẽ có hai loại, đều là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Nó sẽ có là một loại là vòng trầm gỗ và một loại là vòng vàng. Đó thì đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mã vòng vàng này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là vòng vàng. Thì đây nó sẽ là một con vòng như này. Ở đây nó sẽ có đính các cái hạt nam châm từ trường này. Đấy, các cái hạt nam châm từ trường như này thì khi các bác đeo vào nhá thì vừa chức năng là trang trí này, vừa chức năng là trang trí rất là đẹp luôn. Đấy, đeo lên nó sẽ rước tay lên rất là nhiều, rất là đẹp nhá. Đó, tức là vừa là trang trí này, vừa giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Đấy, thì lên mã giúp cho em đó là vòng vàng nhá, vòng vàng. Ở đây thì nó sẽ có đính cho các bác các cái hạt nam châm như này. Các cái hạt nam châm từ trường như này thì khi mà các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là máu huyết lưu thông ổn định rất là tốt luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng này. Đó. Đây. Các bác lên cho em là vòng vàng nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k. Đó, 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã đó là cái vòng trầm gỗ nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là bằng gỗ. Đấy, bằng gỗ trầm và cũng giúp cho các bác là điều hòa huyết áp luôn. Con này thì nó lại đựng trong cái hộp rất là xịn sò. Hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đây các bác này. Đó, hàng nội địa của Nhật. Các cái hạt trầm gỗ như này các bác có thể dùng để đeo tay này. Đeo tay hoặc là mình có thể đeo trực tiếp vào cổ cũng được. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, thì lên mã giúp cho em đó là vòng trầm gỗ nhá. Đeo vào thì rất là đẹp luôn. Các bác có thể dùng để đeo tay trang trí này. Đấy, để giúp cho các bác là điều hòa huyết áp luôn. Nó sẽ có 108 hạt này, kèm cho các bác là một cái đài sen rất là đẹp này. Đó, có thể đeo tay đeo cổ này. Mùi trầm tự nhiên rất là thơm. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu và rất là tuyệt vời. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá chỉ có 50 cành thôi. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn, đựng trong cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho, biếu tặng, làm quà, rất tuyệt vời. Thì lên cho em là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ, giá của nó sẽ là điều hòa huyết áp này. Điều hòa huyết áp, giá sẽ là 50k nhá.
Đấy, thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là vòng trầm gỗ, một mẫu là vòng trầm vàng, à vòng vàng. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tất 10 nhé. Tất 10 thì nó sẽ có loại là màu đen và màu có loại màu đen và màu trắng như này. Đấy, một vỉ này là 10 đôi nhá. Một vỉ này 10 đôi. Giá thì rất là hợp lý cho bác rồi. Giá chỉ có 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này thôi nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất 10 nhá. Hàng của thương hiệu Nai này. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Đấy, co cầm cho anh cái tất này đây. Co giãn tất hộp đây. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Đấy, và dòng này thì bên em có hai màu. Màu đen và màu ghi nhá. À, màu đen và màu trắng. Đó, màu đen và màu trắng. Giá thì sẽ là các bác lên mã giúp cho em đó là tất 10 nhá. Đấy, tất vỉ 10 này, tất vỉ 10. Nó sẽ có là màu đen và màu trắng nhá. Đấy, các bác lên cho em là tất vỉ 10 đen hoặc tất vỉ 10 trắng. Giá sẽ là 90k nhá. 90k cho một vỉ như này. 90.000 cho một vỉ như này bao gồm là 10 đôi, 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là tất hộp này. Tất hộp thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu ghi. Đấy, có hai màu như này, màu đen và màu ghi nhá. Đấy. Dòng này của nó thì chỉ có 5 đôi thôi. Chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đó, chỉ có 5 đôi như này thôi. Và nó sẽ dài hơn cái tất 10 nhá, dài hơn cái tất 10. Nó sẽ dài hơn, cổ nó sẽ cao tầm khoảng là trên 10 cm. Thì các bác thích đi cái loại cổ ngắn hoặc cổ dài thì tùy theo các bác có thể lấy. Hàng thì đều là hàng co giãn 4 chiều nhá. Thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn và dùng thì cực kỳ là tiện ích. Và cái giá thì cũng rất là hạt rẻ cho bác luôn. Chỉ có 80.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi nhá. Đấy, 80.000 trong hộp bao gồm là 5 đôi. Đó, sẽ có màu đen và màu ghi nhá. Màu đen và màu ghi như này. Thì các bác lấy màu nào thì lấy nhá. Lấy màu nào thì lấy cho em. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5 này. Tất hộp 5. Đấy, có sẽ là màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Giá thì sẽ là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho một hộp 5 đôi nhá. Chỉ có 5 đôi thôi các bác nhá. Đấy, tất hộp 5 đôi nhá. Đấy, các bác lưu ý cho em, 5 đôi này, còn vỉ với là 10 đôi, xem kỹ cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái con dao dao chặt 1 cân nhá. Hàng thì sẽ là hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Và con này của nó thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Murato của Nhật. Hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện, chưa qua sử dụng, thanh lý siêu thị, nặng 1kg, chặt cực kỳ là đầm tay và chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây, em sẽ chặt thử cho bác xem nhá. Đây, chặt thử thực tế cho bác xem luôn này, đây nhá. Chặt sắt nhá, đây là sắt này, chặt cho các bác xem nhá. Đó đây. Chặt sắt này các bác thấy không? Đây, đấy. Chặt sắt không có hề hấn gì nhá. Đấy các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn, không cong vênh sứt mẻ gì đây các bác này. Đấy. Chặt sắt này, rất là ngon luôn các bác này. Đó, thấy chưa? Các bác thấy không? Không hề cong vênh mứt mẻ gì. Các bác có thể dùng để chặt gà, chặt cá, chặt xương trâu, xương bò, rồi nói chung là đa di năng và đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân. Giá chỉ có 230 cành, bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em nhé. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lên cho em là dao chặt 1 cân nhá. Đấy, dao chặt 1 cân này. Dao chặt 1kg. Giá sẽ là 230k nhá. 230.000, bao ship đến tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái nhang trầm đốt nhá. Đấy, nhang trầm đốt thì đây nó sẽ là một cái dòng nhang trầm như này. Đấy, của nó sẽ có cho các bác là 50 vòng cuối năm đến nơi rồi. Các bác mua nhang trầm về mình vừa là đốt thư thái này, vừa là có thể là thắp hương cho các cụ cũng rất là ok. Đó, thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm là hai vòng. Một vỉ này là hai vòng nha. Các bác tách cho em một vỉ này là hai vòng. Và nó có 50 vỉ. 50 vỉ nhân đôi thì nó sẽ là 100 vòng nha. 50 vỉ nhân đôi nó sẽ là 100 vòng. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 40k thôi. 40.000 cho một 40.000 cho một thùng như này. Đấy, 40.000 cho một một hộp như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Giá của nó sẽ là 40k. Đó, lên mã giúp cho em đó là nhang trầm đốt nhá. Nhang trầm đốt này. Nhang trầm và dùng để đốt. Đấy, nhang trầm đốt. Giá sẽ là 40k nhá. 40k trên một một hộp như này. Một hộp này sẽ là 40k và bao gồm cho các bác là 100 vòng nhá. 100 vòng, hàng nội địa của Nhật. Chất liệu của nó là trầm tự nhiên, rất là thơm nhá, hương trầm tự nhiên, thơm dịu nhẹ, dễ chịu, dùng cực kỳ là đã đời luôn. Đó. Rất là thư thái nhá, và các bác sử dụng thì thời gian cháy của nó là từ 2 đến 3 tiếng các bác nhá. Từ 2 đến 3 tiếng, có thể đến 4 tiếng tùy theo môi trường, nếu mà hiếm gió nhá. Ít gió thì nó cháy rất là lâu. Đó, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn wifi nhá. Con này sẽ bao gồm cho bác là một đèn và một cáp sạc như này. Hàng thì của Đức này, made in Germany này. Con này thì em đã có cái video test ở ngoài giờ cho các bác xem rồi. Đấy, có thể điều khiển ngọt lên ngọt xuống như này. Hàng này thì cái thân này của nó sẽ là bằng hợp kim này.
hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đó, pha của nó thì rất là rọi và sáng luôn. Và con này ưu điểm của nó là có bật tắt cảm biến nhá. Đây, ở đây nó sẽ có hai cái mắt như này, một cái mắt sáng và một cái mắt để tối này. Đấy, một cái mắt để điều khiển ánh sáng và một mắt để tắt. Đấy, tức là có hai cái mắt cảm biến như này các bạn này. Hai mắt cảm biến đây. Đấy, bật này, tắt này, bật tắt này, rất là tiện luôn. Đó, bật này, tắt này, bật tắt này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá, đèn wifi. Giá chỉ có cho anh em các bác là 130.000 thôi, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi này, đèn wifi. Giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là kia gen con nhiệt nhá. Giá thì chỉ có 50 cành cho một con gen con nhiệt như này thôi. Thì đấy có để test ấy. Không biết bên kia nó test chưa? Ừ, được rồi. Gen con nhiệt nhá. Ở đây thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 328 đầu, 328 PCS này. Đấy, tức là 328 đầu. Ở đây thì nó sẽ có to, nhỏ, lớn, bé, mẹ con đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, từ 5 ly đến 0,1 ly. Đây, qua này, đấy các kích thước của nó đây. Thì các bác có thể dùng để trực tiếp để mình luồn vào dây điện, sau đó thì mình dùng lửa mình hơ đi cho em là xong. Đó, và giá chỉ có 50.000 thôi. 328 đầu, các bác mua một hộp này về dùng cho cả đời luôn nhá. Đấy, lên cho em là gen co nhiệt này. Gen co nhiệt giá sẽ là 50k nhá. Đấy, gen co nhiệt 50k trên một hộp như này, bao gồm là 328 đầu, rất là tiện luôn. Tức là mình đấu dây điện và mình luồn qua, sau đó thì mình đốt là nó sẽ thu vào là xong, có nhá, gen co nhiệt. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia kẹo chuột nhá. Con này thì hàng thị phần của nó là số 1 của Thái Lan luôn rồi, bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì cực kỳ là nhạy luôn các bạn. Em bán rất là nhiều rồi, cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, chuột to, chuột lớn, chuột nhỏ, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng các bác nhá. Đấy, chuột nhắt, chuột cống nhá, đều chết hết luôn. Và con này thì ưu điểm của nó là nó có một cái nó là thuộc dạng thuốc sinh học và nó có một cái màu sắc rất là hấp dẫn luôn. Và khi con chuột nó đã ăn là nó kéo cả đàn đến ăn luôn và chết cả đàn luôn nhá, chết cả đàn luôn, chết cả họ luôn, chết cả dòng họ luôn các bác nhá. Đó, có những con chuột nó cách từ khoảng 10-15 cây số nó vẫn đến nó ăn các bác nhá. Đấy, cho nên là diệt được cả xóm cả làng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một lọ kẹo chuột như này thôi. Đấy, kẹo chuột nhá. Đấy, lên cho em là kẹo chuột, giá sẽ là 30.000 cho một lọ kẹo chuột như này, dùng cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, màu vàng. Con này thì hàng của Thái Lan nhá, thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn và nó bán trên toàn cầu luôn. Hàng độc quyền của Thái Lan nhá, bán cực chạy luôn. Được, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến không nhận hàng các bác nhá. Từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa. Rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là kia. Các bác lên cho em là sen inox nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi sen inox như này. Đấy, một vòi sen inox cực kỳ chất lượng như này các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka Japan này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vòi sen inox này, một bộ dây và một giá đỡ nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Một dây, một giá đỡ như này, về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Dây này thì nó sẽ là dòng dây dài tầm khoảng từ 1m2 đến 1m5 nhá. Từ 1m2 đến 1m5. Dòng giếc đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ cần là bắt vào này cho em là xong này. Đấy, các bác kết nối vào đây cho em là xong. Đó, thì các bác sẽ có một cái bộ sen 8 bằng inox chất lượng của Nhật luôn. Đây các bác này, Osaka Japan này. Đó, đây, dây rất là dài luôn và dây siêu mềm luôn. Đó, và có cả giá đỡ cho các bác luôn nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng có cái giá đỡ nhá. Đấy, đây, nó sẽ có cho các bác cả giá đỡ này, có cả giá đỡ cả ốc vít luôn. Giá đỡ đây. Đấy, có giá đỡ, có ốc vít đầy đủ cho các bác. Riêng dòng này thì nó sẽ có giá đỡ như này để về các bác sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là sen inox nhá. Đấy, sen inox này. Sen inox giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100k cho một con sen inox như này. Tiếp theo thì 110.000 nhá, xin lỗi các bác. Đấy, 110.000. 110.000 cho con sen inox như này, 110k nhá. Đấy. 110k cho một cái bộ sen inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Sản phẩm thì cũng bao gồm cho các bác là một dây, một vòi xịt, một giá đỡ. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn và có ốc tiếc các thứ đầy đủ cho các bác. Đây. Giá đỡ rất là xịn như này. Hàng inox 304 nhá. Có dây hết cho các bác luôn. Đấy, có dây, có đầu vòi xịt như này. Cơ chế xịt tự ngắt nhá. Đấy, cơ chế xịt tự ngắt này. Xoáy vào cho em này.
Đó, và có giá đỡ như này nha. Các bác có thể lắp nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là để ở khu vực mình có thể xịt rửa tưới cây này, cực kỳ là tiện dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt vệ sinh nhá, xịt vệ sinh. Thì một cái bộ xịt vệ sinh như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 100k thôi. 100k, chọn bộ bao gồm cả dây, cả đầu vòi xịt như này về nhà các bác chỉ việc là sử dụng thôi. Đã có giòn giếc các thứ đầy đủ cho các bác rồi. Nó rất là ok luôn. Dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m rưỡi. Hàng về theo lô nhá. Có giá đỡ giá điếc hẳn hoi cho các bác luôn. Kèm thêm cho các bác ốc vít, ốc viếc đàng hoàng. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật đây, của thương hiệu Osaka Japan các bác này. Đây. Đây, Osaka Japan nhá. Nó rất tiện ích luôn. Và cái giá thì rất hợp lý rồi, chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi này, xịt vệ sinh, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Cái sen này thì nó sẽ là có cái cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt như này con này, có cánh quạt này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá, đóng ngắt trực tiếp trên cây và có tăng giảm luôn, tăng giảm đóng ngắt trên tay như này. Con này thì rất là tiện ích các bác dùng để mình tắm này rồi gội này, rồi massage rất là tốt luôn. Và có cho các bác là cả sen cả dây như này nhá, cả sen cả dây như này, combo cho bác cả sen quạt cả dây như này. Và có một cái đầu lọc như này giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy, về nhà thì các bác chỉ việc kết nối vào đầu cái nguồn nước đã có sẵn nhà mình là mình sử dụng thôi, nó cũng rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt, sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt tăng áp, không có giá đỡ nhá. Con này thì không có giá đỡ đâu, không giá đỡ này, không giá đỡ nhá. Đó, đây thì em là sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt này, sen cánh quạt tăng áp, giá sẽ là 100 cành tròn nhá, 100k cho con sen cánh quạt tăng áp như này. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led để bàn như này nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 15 cm và chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm gì đấy các bác nhá. Nó sẽ là đồng hồ led để bàn như này. Các bác có thể cắm trực tiếp như này hoặc về nhà các bác có thể lắp pin nhá, lắp pin hoặc là cắm trực tiếp đều được. Đấy, hoặc cắm trực tiếp như này thì về nhà các bác cắm ở cái cổng USB nhà mình là nó sẽ lên giờ thôi. Đấy, nó sẽ là nảy số điện tử nhá. Nảy số điện tử đúng như trên hình như này các bác này. Đấy, đúng như trên hình như này. Số to rõ. Các bác vừa làm đèn ngủ, vừa để làm vừa làm đèn ngủ, vừa làm đồng hồ được luôn để xem giờ rất là tiện. Đồng hồ cập nhật nhiệt độ, độ ẩm rồi có cả cho các bác chức năng hiện giờ luôn nhá. Đồng hồ nhiệt độ, độ ẩm, hiện giờ. Đấy, và rất nhiều chức năng nhá. Giá thì các bác lên cho em là đồng hồ led, giá sẽ là 140k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ này, đồng hồ led, giá của nó sẽ là 140k. 140.000 cho con đồng hồ led thế này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy, thì khi mà muỗi nó bay vào đây thì nó sẽ bị chập bởi kia lưới này. Đấy, chập bởi cái lưới này. Các bác bật công tắc lên. Đấy, con này là sẽ là 120.000 nhá. Mẫu này là mẫu to. Bên shop bán thì nó có cả mẫu bé thì nó sẽ rẻ hơn một chút các bác nhá. Đấy, đây. Thì khi mà con muỗi nó bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, muỗi bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, nó sẽ bị chập điện nhá. Thành tách các bác này. Đấy, chập điện nó nổ thành tách này các bác này. Đấy đây. Em đang dí vào nó thành tách các bác này. Đấy. Thì cái loại này sẽ là 120.000 nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái ánh đèn hồng ngoại như này, vừa là làm đèn ngủ vừa là thu hút muỗi luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em đó là đèn bắt muỗi nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to giá sẽ là 120.000. Loại nhỏ thì chỉ có cho các bác là 100 thôi. Còn loại này là loại to là 120.000 nhá. Đấy, đây, dùng để bắt muỗi rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn tiện dụng. Đấy, lên cho em là đèn bắt muỗi đen, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi này. Đèn bắt muỗi đen giá sẽ là 120k một chiếc nhá. Chuyên tiêu diệt muỗi này ở các ngóc ngách luôn, rất là tiện ích các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo
đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút thôi nha. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa, nó sẽ có hai màu, màu vàng màu bạc như này. Con này thì cái size của nó là dòng là 6 mm, chiều ngang là 6 mm và chiều dài là 2 m. Con này thì nó sẽ là một cái dòng thước đặc biệt có thể quấn vào như này được này. Con này các bác có thể quấn tròn vào như này được, rất là tiện ích luôn. Đấy, quấn tròn vào như này rất là ngon. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 50k trong con thước của Nhật như này thôi. Lên cho em là thước móc khóa có hai màu vàng và bạc như này. Đấy, thước móc khóa nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Thì để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình hoặc là làm thợ làm nghề rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa. Giá của nó sẽ là thước móc khóa này. Thước móc khóa giá của nó sẽ là 50 cành nhá. Có hai màu, màu vàng và màu bạc. Tùy theo nhu cầu của bác lấy màu nào thì báo em, không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một con thước móc khóa như này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop đưa cho anh cái bình về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái mẫu bình đựng nước 2 lít nhá. Con này thì để đựng nước lọc thôi, đựng nước lọc, nước lạnh thôi. Cái giá của nó thì chỉ có 80 cành thôi. Cho nên là các bác về các bác đựng nước lọc, nước lọc, nước lạnh. Nước nóng thì cũng đựng được thôi nhưng nó sẽ không có tính năng giữ nhiệt nhá. Nôm na nó là như thế. Nó sẽ là bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ đẹp, dày dẫn chắc chắn, nhưng mà con này thì nó không có tính năng giữ nhiệt. Cho nên các bác dùng để đựng nước lọc mình uống hoặc là đựng các cái loại nước uống là ok. Lên cho em là bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k thôi nhá. 80.000 cho một con bình inox hàng của Nhật sáng bóng đẹp như này. Đấy, về đựng nước lọc cũng được, đựng nước lọc để trên phòng ngủ này hoặc là những cái không gian nào mà các bác cần để nước lọc trên bàn uống nước các thứ cũng rất là hợp lý thôi. Nó bằng inox, nó sạch sẽ, nó đẹp, nắp nó kín đáo như này, khi các bác sử dụng nó rất là tiện. Khi nào mình rót thì mình ấn nó ra, không có thì mình lại sập nó vào. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Giá thì giòn của giòn cao su rất chắc chắn, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một con bình như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xịt xoang nhá. Đấy, xịt xoang mũi. Qua lên cho là xịt xoang mũi, giá của nó sẽ là 45.000. Đấy, bây giờ bắt đầu vào cái mùa đông rồi. Mùa đông nó lạnh thì các bác thường hay bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng rồi kích ứng mũi các kiểu, thì các bác dùng con này cho em nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45.000 cho một cái hộp xịt xoang mũi như này. Đấy. Lên cho em là xịt xoang mũi giá sẽ là 45.000 nhá, 45.000. Đó. Thì các bác chỉ cần là xịt trực tiếp này vào cái khoang mũi cho em này. Đấy, nó sẽ là của cái dạng xương mịn như này, xịt vào thì rất là tốt luôn. Đấy. Chuyên trị chảy nước mũi này, viêm mũi rồi đau mũi dị ứng rồi kích ứng mũi các kiểu con là điều luôn, đều trị được hết các bác nhá. Rất tiện ích này. Đấy, các bác chỉ cần xịt này cho em là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 45.000 thôi. Bác nào bị viêm mũi, xoang mũi, đau mũi, dị ứng, kích ứng mũi, rồi bị dị ứng mũi do thời tiết, chảy nước mũi đều bôi được hết nhá, xịt được hết nhá. Xịt xoang mũi, giá của nó sẽ là 45k cho một tip như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái máy sấy tóc, hàng của thương hiệu Philips. Hàng thương hiệu Philips này, công suất của nó sẽ là 3.000W này, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Lên mã tiếp theo là sấy tóc Philips nhá. Đấy, mùa đông mùa lạnh như này các bác nên tắm xong thì mình nên sấy khô cho nó an toàn, tránh cái việc là nước lạnh nó ngấm vào đầu. Đây, dây dài khoảng trên 1 m nhá, hàng thương hiệu Philips. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, dùng thì cực kỳ là tuyệt vời, nóng nhanh và rất là an toàn. Và con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, dùng cực kỳ là tốt luôn. Và cái giá này chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Có hai chế độ nhá, một chế độ gió và một chế độ sấy nóng nhá. Lên cho em là sấy tóc Philips giá sẽ là 130k, sử dụng điện 220V nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là đèn hoa nhá. Đấy, nó sẽ là một đôi đèn hoa như này. Một đôi đèn hoa như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy, bên em bán theo đôi. Đấy. Các bác lên cho em là đôi đèn hoa nhá. Đôi đèn hoa đây. Đấy. Con này thì nó sử dụng cái pin con thỏ nhỏ. Về nhà các bác mua cái pin con thỏ nhỏ, các bác lắp ở đây cho em là bật là nó sẽ lên thôi. Có công tắc ở đây, bật là nó sẽ lên. Nó rất là tiện và các bác có thể để trên bàn thờ. Nếu mà các bác mua một đôi pin con thỏ nhỏ mà mình dùng ít thì có thể là dùng cả năm mới phải thay pin. Vâng nhá. Thì nó còn rất là tiện. Và cái giá thì rất là hợp lý thôi.
không còn viên pin nào. Thế chị lại bỏ cho anh đôi xem. Đấy thì các bác chỉ cần là lắp vào cho em là xong nhá. Đó, đã nhỏ hai viên, các bác chỉ cần lắp cho em đôi viên pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy, đây khi các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ và nó sẽ như này. Cái con này thì nó là màu màu đỏ hồng rất là đẹp luôn, và nó luôn luôn có cái chế độ nhấp nháy, nó giả cái đèn dầu các bạn. Đấy, nhấp nháy giả đèn dầu này rất là đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu này nhỉ, hả? 70.000 nhá, 70.000 cho một đôi. Đấy, bên em bán theo đôi đó, 70.000 một đôi đó. Và cái này thì giá này là không kèm pin đâu nhá, giá này là không kèm pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin của mình, các bác lắp vào cho em đó, 70.000 một đôi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đôi đèn hoa nhá, đôi đèn hoa giá sẽ là 70.000. Các bác để trên ban thờ này, ban thần tài, hoặc là các bác để khi các bác ra ngoài nghĩa trang hoặc là ngày lễ ngày Tết rất là đẹp và sang trọng các bác nhá. Và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Lên cho em là đôi đèn hoa nhá, đôi đèn hoa này, đôi đèn hoa giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k trong đôi đèn hoa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn wifi nhá. Ở đây nó sẽ là một con đèn như này đó, đèn đeo đầu wifi. Con này thì rất là tiện để các bác khi mà mình sử dụng thôi, có kèm cho các bác một cái con cáp sạc luôn đó. Và đây nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy, con này thì em cũng giới thiệu rất là nhiều video rồi, có báo pin nhá và có mắt cảm biến nhá. Đấy, có thể ngửa lên ngửa xuống này, xoay lấy pha các bác này, rất là tiện luôn. Đó, đây gạt qua nó tắt này, gạt qua nó sáng này, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Hàng thì của Đức và xuất sang Nhật nhá. Đấy, made in Germany các này. Đó, hàng của Đức và xuất cho Nhật, giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 130.000 cho một con đèn wifi cảm ứng như này nhá. Đấy, lên thêm là đèn wifi nhá, đèn wifi giá sẽ là 130k, đèn wifi 130k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít vạn năng nhá. Con này thì nó sẽ là một con tô vít như này, giá thì sẽ là 80.000 cho một con tô vít như này nhá. Đấy, ở đây thì các bác có thể lắp pin vào đây cho em, lắp quả pin vào để nó bật đèn lên được nhá. Đấy, lắp pin con thỏ nhỏ vào đây cho em này. Đấy, là các bác có thể bật đèn lên là cái tính năng đầu tiên này. Ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu tô vít như này. Đấy, các cái đầu tô vít như này các bác chỉ cần mở ra là mình sử dụng được luôn, rất là tiện. Đấy, có dẹt có tròn nhá. Đấy, có dẹt có tròn đầy đủ cho các bác luôn, mình dùng mình xoáy nó rất là tiện, không cần phải đi lấy nhiều tô vít. Các bác dùng làm thợ làm nghề hoặc sửa chữa nó rất là sướng luôn. Đó, đầu to đầu nhỏ có hết nhá. Đấy, từ tô vít rồi có cả một cái con tô vít nhỏ này nữa này. Đấy, tô vít nhỏ này nữa các bác nhá. Đó, con tô vít nhỏ như này để các bác dùng nó rất là tiện luôn. Nói chung là con này thì siêu tiện ích rồi, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng giá sẽ là 80k cho một con tô vít như này. Tô vít vạn năng giá sẽ là 80.000 nhá, tô vít vạn năng giá sẽ là 80k đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái vòng trầm điều hòa huyết áp nhá, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này. Đấy, đây nó sẽ là một con vòng trầm hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác có thể đeo cổ đeo tay đều được nhá, đeo cổ đeo tay đều được. Chất liệu của nó là trầm gỗ tự nhiên. Đấy, thơm mùi trầm gỗ tự nhiên nhá, hàng nội địa của Nhật nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Hàng được trong một hộp rất chất lượng xịn sò như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất chất lượng cho bác luôn. Giá thì cực sốc nhá, chỉ có 50k thôi. Lên cho em là vòng trầm gỗ nhá, vòng trầm gỗ này giá sẽ là 50k cho một con vòng trầm gỗ như này, 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm có còi hú. Ở đây thì nó sẽ là một cái khóa như này. Đấy, một cái khóa như này các bác này. Con này thì rất đơn giản thôi, khi lưu ý các bác khi sử dụng hoặc là khi các bác nhận hàng, các bác muốn kiểm tra hàng nhá, thì các bác sẽ kiểm tra như này cho em này. Bình thường nó sẽ là một con khóa bình thường như này, và khi nào các bác đảo chiều thì nó mới kêu nhá, đảo chiều nó mới kêu. Đấy, đây, đấy. Đấy, nó hú rất là to luôn, còn các bác đảo chiều lại thì nó lại bình thường. Đấy, đây là một cái chiều đóng mở bình thường nhá. Còn các bác muốn cho nó kêu thì các bác phải lắp cái chiều hú này này. Đấy, lắp cái chiều hú này. Đấy, là nó sẽ kêu các bác nhá. Đó, kêu rất là to luôn.
thì con này chức năng chống trộm của nó rất là tốt. Thì khi mà các bác lắp vào cửa nhà mình có việc hoặc ban đêm các bác đi ngủ, các bác cứ lắp cái này vào chưa? Đó. Là khi mà chạm vào là có tiếng động, trộm nó chạm vào là có tiếng động là nó sẽ bỏ chạy. Thì tài sản của các bác nó sẽ được bảo vệ cực kỳ an toàn luôn. Lên cho em là khóa chống trộm nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái ổ khóa chống trộm như này. Giá chỉ có 80.000 thôi, bằng một cái ổ khóa thường thôi, khóa chống trộm. Giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá. Bảng tô. Thì đây nó sẽ là một cái dòng bảng dành riêng cho các em học sinh. Có kèm cho các bác một cái cây bút như này các bác này. Đấy, xóa đi này. Thì ở đây có cái nút mở khóa, các bác mở khóa này ra cho em này. Mở khóa đằng sau này mở ra này, xóa đi này. Đó. Đây, viết này. Lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Bảng tô. Giá của nó sẽ là 50k cho một con bảng tô như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy, để cho các em nó thỏa sức sáng tạo tô vẽ này. Đấy. Các bác lên cho em là có là shop Phạm Huấn nhá. Shop Phạm Huấn hàng Nhật bãi này. Đó, là xong. Xóa đi, rất ok luôn. Có kèm một cây bút như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho một con bảng tô này thôi nhá. Giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con massage 3D nhá. Massage 3D. Đó. Lên xem là massage 3D này. Con này thì nó sẽ là dùng bằng tay thôi, dùng bằng tay. Đây các bác dùng này để mình massage này. Đấy. Cổ, vai, gáy rồi nói chung là tất cả các vị trí đều được. Đây. Đấy các bác có thể dùng massage cổ, vai, gáy, ngực rồi đùi rồi nói chung là bắp tay, bắp chân đều được nhá. Đấy, giúp cho các bác ngăn cái việc là da bị khô chảy xệ cũng như là dùng nó rất là tiện ích, đặc biệt là chị em phụ nữ này. Đây. Cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân. Đấy, ngực đều được hết nhá. Massage 3D. 3D giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. 50.000 cho con massage 3D như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn mang sông nhá. Giá sẽ là 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Con này thì lô này đợt này về nó sẽ là màu đỏ này các bác nhá, màu đỏ rất là đẹp luôn, một cái màu đỏ rất là đẹp các bác này. Bật công tắc lên cho em này và tăng giảm chiết áp ở đây. Đó, tăng giảm độ sáng ở đây nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, made in Japan các bác này. Đó. Bật lên rất là sáng luôn, có thể điều chỉnh sáng tối. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhựa và một cái loại nhựa rất là đẹp, cao cấp. Đó. Mất điện thì các bác có thể dùng ăn cơm, ăn nước hoặc để co trang trí phòng ngủ khách sạn, nhà hàng đều được hết nhá. Để co trang trí rất là đẹp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt rồi. Chỉ có cho các bác là 120.000 đèn mang sông. Đèn mang sông. Giá sẽ là 120k cho một con đèn mang sông như này. 120.000 các bác nhá. Rồi ok. Hello chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, liên tục lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Chào các bác nhá, nay thì bên em có hai mã hàng thanh lý cho các bác, giá cực kỳ tốt luôn. Con quạt cổ này em đang bán là 100.000 đấy. Thì đợt này thanh lý nốt cho các bác giá chỉ có 30.000 thôi các bác nhá. 30.000 thôi. Thanh lý cho các bác cái giá tốt một tí. Đấy, để các bác nào nhanh thì mua được hàng các bác nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác sạc pin và là sử dụng bình thường thôi. Đấy, nó đang bị dạng như là hết pin đấy các bác. Về nhà các bác sạc pin vào cho em. Nó có kèm cho các bác một cáp sạc. Con này thì các bác mua về để sang mùa hè các bác dùng. Lên mã giúp em đó là quạt cổ nhá. Em còn một chiếc nữa bán thanh lý nốt cho bác. Đấy, đang bán là 90.000 đấy. Thanh lý cho bác giá chỉ còn 30k trong cái quạt cổ như này này. Tiếp theo thì em còn cái quạt phun xương nhá. Đây nó sẽ là một cái quạt phun xương như này. Về nhà các bác đổ nước vào đây cho em. Đổ nước vào đây là cái hơi ẩm nó sẽ chảy xuống đây. Và con này thì về có cắm cái chân sạc điện thoại nhà mình nhá. Đấy, em cũng còn một con nữa. Con này đang bán là 100.000. Đấy, 100.000. 150 thì 150, 160 đấy. Đấy, đợt này thanh lý nốt cho bác giá chỉ còn là 60.000 thôi. 60.000 cho một con các bác lên cho em là quạt hút ẩm nhá. Quạt hút ẩm. Đấy. Quạt hút ẩm và quạt phun xương được. Em chỉ còn có một cái thôi, thanh lý nốt cho bác giá là 60k. Đó. Đây là hai cái mã thanh lý bên em. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt chuột nhá, xịt chuột. Con này thì nó chuyên để nó là dòng thuốc sinh học của Nhật cực kỳ an toàn luôn, made in Japan này. Đó. Chuyên để các bác xịt chuột.
Đấy, xịt chuột con này thì chuyên chuyên đuổi chuột cực kỳ là tốt luôn. Đó, lên cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá, xịt đuổi chuột vĩnh viễn. Đó, con này thì sản phẩm của nó bán thì là số 1 của Nhật Bản rồi. Đó. Đây, bên Nhật thì nó chuyên dùng trong các thành phố lớn này, nhiều các loại chuột to này, đấy. Chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé đều là diệt được hết các bác nhá. Đấy. Các bác cứ xịt vào các cái khu vực nào mà chuột nó hay đi lại hay trú ẩn là nó sẽ bỏ đi hết luôn các bác nhá. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật này, Made in Japan các này. Đấy. Giá thì sẽ là 35.000 cho một chai xịt chuột như này nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chai xịt con này thì các bác lên cho em là xịt kiến dán nhá. Đấy, xịt kiến dán, à xịt muỗi. Muỗi là chủ yếu nhá. Con này thì chủ yếu vẫn là muỗi. Ngoài ra thì nó sẽ xịt được cả kiến cả dán luôn, nhưng mà chủ chốt thì vẫn là muỗi nhá. Đấy, muỗi kiến dán. Thì các bác lên cho em là chai xịt muỗi nhá, lên cho em là xịt muỗi. Con này nó cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Đó. Lên cho em là xịt muỗi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó là 40.000 cho một chai xịt muỗi như này. Đó, 40.000 cho một chai. Con này thì các bác có thể xịt muỗi này, kiến này, dán này đều được hết, nhưng mà chủ chốt của nó vẫn là muỗi đây. Đó, thì các bác cứ xịt là muỗi nó sẽ chết luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lục giác nhá. Đấy. Bộ lục giác nhá, các bác lên cho là bộ lục giác 7 màu, giá thì có 90.000 thôi, hàng của Nhật đây, Made in Japan này các bác này. Đó, Made in Japan, hàng của thương hiệu Tajima nhá, Tajima Made in Japan như này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó. Về nhà thì các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó là lục giác bi 7 màu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cây tất cả nhá. Đấy, 9 cây tất cả. Các bác có thể dùng hai đầu này đều được nhá. Đấy, dùng đầu bi cũng được mà dùng cái đầu vuông này cũng được. Đó. Hai đầu lục giác bi 7 màu như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một 90.000 cho một cái bộ lục giác bi 7 màu như này thôi. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt rồi. Lên mã giúp cho em là lục giác 7 màu nhá. Lục giác 7 màu giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hoa thị nhá. Đấy. Con hoa thị này thì hoa thị này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 60.000 nhá, 60.000 cho cái bộ hoa thị như này các bác nhá. Đấy. Bộ này thì nó sẽ là vít hoa thị như này các bác này. Đấy, các cái đầu hoa thị như này, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, và các bác chỉ về việc sử dụng thôi. 2 4 6 8 cũng 9 cây luôn nhá. Cũng 9 cây hoa thị như này. Đấy, cái này thì chuyên dùng cho vít hoa thị nhá, vít hoa thị. Giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó. Hàng cũng là hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 60.000 cho một cái bộ vít hoa thị như này. Các bác lên cho là vít hoa thị nhá, vít hoa thị này. Hoa thị giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ vít hoa thị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bộ các bác lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Đây, khẩu 12 chi tiết, đây là một cái bộ rất là nhiều chi tiết. Nó có tới 10 đầu khẩu như này, một tay công và một tay nối dài. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 160.000 cho một cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 10 đầu khẩu từ 8 đến 24 nhá, 10 đầu khẩu từ 8 đến 24. Các bác có thể dùng trực tiếp đi em này, dùng trực tiếp này. Đấy, trực tiếp thì mình chỉ cần lắp vào này cho em là xong này. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều này. Hoặc các bác có thể dùng qua cái con nối dài này cho em này. Đấy. Qua con nối dài này cũng ok. Đó. Dùng qua cái con nối dài này cũng rất là ok luôn nhá. Đó, đây. Đấy, thì các bác có thể dùng qua con nối dài này cũng được. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là 10 đầu khẩu từ 8 đến 24 nhá. Đó. Có xoáy nhanh, có đảo chiều, dùng này nó rất là thích. Bây giờ các bác ra ngoài mua một cái con công lẻ như này thôi. Mua một con công lẻ như này cũng phải mất đi tầm khoảng là 100.000 rồi, 100 đến 120.000. Đấy, mà không được hàng xịn, hàng chất lượng như này đâu. Thế mà đây combo cho bác một bộ như này bao gồm là 10 đầu khẩu luôn từ 8 đến 24 này. Đấy, chất liệu của nó là thép CRV nhá, thép CRV cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện, rất chất lượng, hàng cao cấp của Nhật nhá. Lên cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12. Giá thì chỉ có cho các bác là khẩu 12 này, khẩu 12, 160.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn, rất là hạt rẻ nhá, 160.000 cho bộ khẩu 12 chi tiết như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đấy, mùa bắt đầu sang mùa đông này thì các bác hay bị đau xương khớp, đau mỏi vai, gáy, đau cốt, đau sống cột sống này, thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dầu nóng Hàn Quốc nhá. Đây,
chuyên trị đau cột sống này, bắp cổ vai gáy rồi bắp tay bắp chân này. Đấy, ở đây nó sẽ có một con lăn như này, các bác massage các bác làm này cho em, sau đó thì mình bôi cái dầu nóng Hàn Quốc này vào. Đấy, rất là nóng luôn nhá, rất là nóng luôn đó. Thì khi các bác bôi vào nha, sẽ giúp làm nóng cơ thể nha, làm nóng các cái phần cơ bắp của mình đó. Đây các bác bôi vào cho em, bôi vào sau đó thì các bác massage đều nhá, nó sẽ giúp làm nóng rất là tốt luôn nhá. Đấy, làm nóng rất là tốt luôn. Đấy, đây tất hộp em đang đi này, rất đẹp luôn coi nhá, vừa vặn rất đẹp luôn, ôm chân này, co giãn 4 chiều này. Đấy, thì các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Đấy, một lọ này thì giá chỉ có 40.000 thôi, 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này, dùng rất là tiện để các bác dùng để mình massage. Đấy, giúp chống đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh. Đấy, đây các bác này. Đấy, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây hàng của Hàn Quốc này đó, đầy đủ nhá, đầy đủ thông tin, mã tem, mã vạch, các thứ đàng hoàng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một hộp như này nhá, 40.000 thôi. Hộp này của nó sẽ là 100 à, 100ml các bác nhá. Đó, để em xem, đúng không, 100ml các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bọc cỗ nhá. Cuối năm rồi, tiết nhất rồi, các bác hay tổ chức ăn uống này, cỗ bàn thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, hoặc nhà nào có đình đám, có đám cưới hoặc đám giỗ các thứ, các bác dùng cái này cũng rất là ok. Một bịch này của nó từ 80 đến 100 cái nhá, từ 80 đến 100 cái. Và nó sẽ là chiều rộng của nó sẽ có một cái dây chun như này, và nó sẽ co giãn nhá, chiều rộng của nó vào khoảng từ 25 đến 30 cm. Thoải mái, đĩa to, đĩa nhỏ, đĩa lớn, đĩa bé, đĩa mẹ, đĩa con đều vừa hết nhá. Đĩa bát tô đều vừa hết, các bác chỉ cần chụp vào cho em là xong. Đấy, rất là sạch sẽ, an toàn vệ sinh. Hàng túi rút như này nhá, các bác chỉ cần là kéo vào như này cho em là xong. Mình có thể là treo lên hoặc là để trong tủ bếp rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là bọc cỗ nhá, bọc cỗ. Giá thì sẽ là bọc cỗ này, giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? À, 20.000 nhá. 20k cho một bịch bọc cỗ như này. Đấy, các bác lên cho em là bọc cỗ, giá của nó sẽ là 20.000. Rất là tiện để cho các bác có sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái thùng đựng gạo. Con này thì nó sẽ là đựng được 10 cân. Hàng liên doanh Việt Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật. Đấy, đấy, đầy đủ thông tin đàng hoàng, công ty nhựa Việt Nhật này. Đấy, dung tích của nó sẽ là, số lượng là một cái này. Đấy, thùng 36 cm nhá, 36 x 20 nhân với lại 37 này. Đấy, đầy đủ thông số kỹ thuật đàng hàng, nhựa, hàng cực kỳ cao cấp các bác luôn. Đấy, một con thùng đựng gạo rất chất lượng như này. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Về nhà các bác chỉ việc là mở ra là mình dùng thôi, nó rất là tiện. Dòng này thì nó sẽ có sẵn cho các bác lắp đặt hết rồi, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây, rất là tiện ích như này các bác này. Đấy, một con thùng đựng gạo cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ đựng được một yến gạo nhá. Đây, mở nắp ra này. Đấy, và con này thì các bác cho gạo và các bác chỉ cần nhấp này thôi. Nhấp này là nó sẽ gạo nó sẽ chảy xuống này. Đấy, gạo chảy xuống đây qua cái lỗ này các bác nhá. Đó. Và gạo nó sẽ chảy xuống cái âu này. Cái âu này thì các bác vừa dùng để đong gạo này, vừa dùng để vo gạo được luôn. Đây, nó có cái phần lưới như này. Khi các bác vo xong thì các bác rót thì cái gạo nó sẽ đọng lại ở đây, nước nó chảy ra nhá. Đấy, âu này thì vừa để đựng gạo này, vừa để vo gạo luôn. Đấy, rất là tiện nhá. Và ưu điểm của cái thùng đựng gạo này là nó là được 10 cân gạo, cho nên các bác dùng thoải mái luôn. Các bác cứ ít một mình đổ vào, đến đâu mình đổ đến đấy nhá. Và ưu điểm của nó là nó lấy gạo từ dưới đáy, cho nên là khi các bác sử dụng thì những cái gạo cũ mình chỉ cần đổ trong cái chốc thôi là bao giờ nó cũng chảy hết cái gạo mới trước. Đấy, hàng thì nắp đậy cái thứ rất là cứng cáp dày dặn luôn. Đấy, rất cứng cáp dày dặn như này thì khi các bác sử dụng rất là ok này. Đấy, 2468 tổng là được 10 cân gạo nhá, 10 cân gạo rất dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thùng đựng gạo nhá, thùng đựng gạo. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là thùng gạo nhá. Đó, thùng gạo giá sẽ là 180k, 180.000 cho cái thùng đựng gạo như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt ống nước 42 nhá. Còn con 63 nào không? Đấy, kéo cắt ống nước 42 nhé. Con này thì nó sẽ cắt được từ ống 42 trở về. Đó, cho nên là nó lên tên luôn là kéo ống 42. Đấy, các bác chỉ cần là về là mình sập này cho nó xong. Đấy, khi mở ra thì mình giật ra, còn khi cắt thì mình sập vào như này các bác này. Đấy, nó sẽ là dòng sập lẫy như này. Đấy, nó sẽ đẩy lẫy như này, nó sập vào các bác này. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, cắt rất là ngon. Hàng của Nhật đây, Kabushi Japan các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây, Kabushi Japan này, hàng của Nhật nhá. Giá thì sẽ là 110.000 cho một con kéo cắt ống nước 42 như này.
Con này thì ưu điểm của nó là nó sẽ cắt được ống 42 trở về và nó cắt rất là bén nhá. Đấy. Thứ nhất là cắt bén này, thứ hai là khi mà nó cắt thì nó sẽ không để lại mùn nhá. Nếu các bác dùng cưa thì nó sẽ có mùn. Đấy, khi mà các bác làm thì nó sẽ rất là mất vệ sinh và nó khó gắn keo. Còn cái này thì các bác cắt đến đâu là nó ngọt đến đấy luôn, như kiểu là mình thái giò ấy, nó không có mùn ra các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho bác là 110k thôi. Lên cho em là kéo 42 nhá. Kéo ống 42. Kéo ống 42 giá sẽ là 110k nhá. 110.000 con kéo ống 42 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái áo mưa. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ quần áo mưa nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Tú Phong. Đấy, hàng của nó là cỡ to nhá, cỡ đại 3XL này, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là một cái dòng là chất liệu vải bạt nhá. Vải bạt. Đấy, tức là nó là thuộc dạng vải và có phủ ni lông bên ngoài. Các bác dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy. Cỡ thì là cỡ đại rồi, cỡ đại cỡ to. Thoải mái cho bác sử dụng nhá. Cỡ đại cỡ to, cả quần cả áo luôn. Đấy. Cỡ to cả quần cả áo như này. Thoải mái cho bác sử dụng. Hàng dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành. Giá thì bên shop đang gửi cho bác một cái bộ quần áo mưa như này, cả quần cả áo cho các bác luôn, cả quần cả áo nhá. Giá sẽ là 195.000. 195.000 cho một cái bộ quần áo mưa như này. Đấy, cả quần cả áo cho bác luôn. Đấy, khi các bác mặc vào thì rất là vừa vặn và đẹp. Đấy, và bền chắc chắn. Đặc biệt là mùa đông như này thì các bác mặc rất là ấm luôn. Đấy, đấy, khi bác mặc vào nó sẽ lên bộ lên form như này các bác này. Hàng thì của Việt Nam nhá, chất lượng cao này. Đấy, VIP này các bác nhá. Đấy, VIP 1 luôn. Sản phẩm thương hiệu người ưa dùng bình chọn các bác này. Đấy, người tiêu dùng bình chọn này. Rất chất lượng nha, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ quần áo mưa nhá. Bộ quần áo mưa. Giá sẽ là một bộ quần áo mưa như này sẽ là 195k nhá. 195k cho bộ quần áo mưa như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, gọi là miếng dán thải độc chân. Thì cái này bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, 50 miếng dán và 50 gói thuốc như này. Về nhà các bác dán lên cái gan và chân của mình ấy, nó giúp cho các bác là thải độc chân, rồi các cái độc tố ở chân nó sẽ được đào thải ra rất là tốt luôn, đặc biệt là mùa đông như này. Chân các bác hay bị lạnh chân này, rồi là bị tê thấp này, các bác dán cái này cho em rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có 40k bằng một bát phở Hà Nội thôi nhá. 40.000 bằng bát phở Hà Nội thôi. Đấy, mà các bác dùng được là tới là 25 lần cho hai chân và 50 lần cho một chân. Đó, thì các bác chất liệu của nó thì là từ ngải cứu này và rất là nhiều các loại thuốc nam của Nhật rất là tốt luôn. Lên cho em là dán thải độc chân nhá. Dán thải độc chân này. Dán thải độc chân giá của nó sẽ là 40k cho một hộp như này. Rất tiện ích luôn. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn về rất nhiều mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái mớ Atomat nhá, hàng bãi Nhật. Đấy, thì hàng rất đẹp cho các bác luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Em lên cho bác cái mã sản phẩm đầu tiên đó là Atomat này. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con Adcock nhá, Adcock. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và trước em bán thì cái lô cũ của nó thì nó sẽ là hàng đã qua sử dụng, cho nên là giá nó rẻ hơn. Còn lô này thì hàng của nó sẽ là hàng mới tinh. Đấy, điện của nó thì từ 100 đến 200V. Các bác sử dụng điện Việt Nam mình thoải mái luôn. Đó, khi đấu thì các bác đấu đầu vào bên trên và đầu ra bên dưới. Dòng dò của nó là 15mA, 30A dòng dò 15mA. Hàng nội địa của Nhật toàn bộ 100% thứ Nhật hết, của thương hiệu Z này. Đó, con này thì các bác có thể dùng để cho bình nóng lạnh này, nóng lạnh điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ đều là ok. Đấy, chức năng của nó thì chống giật, chống chập, chống quá tải, áp đều nhảy hết nhá, cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là Adcock 30A nhá, Adcock 30A. Con này giá của nó sẽ là 110.000. Đấy, đợt này hàng về thì cái giá của nó sẽ là cái hàng mới, cho nên cái giá nó sẽ đắt hơn một chút. Nhưng mà hàng mới thì các bác dùng nó yên tâm. Đấy, lên cho em là Adcock này, đó. Adcock 30A nhá, giá của nó sẽ là 110k nhá, 110k cho một con. Đó, Adcock 30A. Tiếp theo thì đây nó sẽ là dòng 30A con này, 30A dòng dò 15mA. Đó, hàng nội địa của Nhật, tem mã vạch, mã cốt đàng hoàng, đầy đủ cho các bác nhá, chi xuất nguồn gốc rõ ràng luôn. Hàng của thương hiệu Z đây. Đó, đầy đủ cho các bác luôn, thông số kỹ thuật các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng S 40A nhá.
Đấy, các bác lên cho em là AD40A. Dòng dò của nó là 30mA nhé. Đấy, AD40A. Con này thì các bác có thể dùng cho các cái khu vực như là nhà tổng này, tổng điện gia đình này, hoặc là các bác dùng cho tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đó thì các bác dùng cho tách từng tầng cũng được. Đấy, các bác dùng tách từng tầng hoặc là dùng tổng cho cả gia đình thì các bác có thể lắp ra ngoài công tơ. Nó cũng rất là tiện ích và an toàn. Con này thì nó cũng là hàng Nhật và đã qua sử dụng nhá. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, hàng Nhật đã qua sử dụng nhá. Và độ mới của nó thì còn khoảng 80 đến 90%. Đó, hàng made in Japan đây. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con ad như này. Đấy, hàng của thương hiệu Natina hoặc là của thương hiệu Mitsubishi các bác nhá. Đấy, Mitsubishi. Chủ yếu là Natina nhá, Natina. Đó, và cái giá thì sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là ad đại 40A nhá. Đó, ad đại này. Ad đại 40A, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ad đảo chiều của Nhật nhá. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Ad đảo chiều 63A này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 63A và khi các bác đấu thì con này nó sẽ sử dụng cho các bác chuyên dùng gọi là hai công tơ này. Đấy, già mình có hai công tơ hoặc là hai công tơ hoặc là các bác dùng một điện lưới một máy phát thì khi các bác nào dùng các bác đảo cho em đó, ví dụ bên trên thì các bác để điện lưới này, bên dưới này các bác để máy phát này. Đấy, khi nào mà điện lưới thì các bác để lên trên, đấy khi nào máy phát thì các bác lại kéo xuống dưới này cho em là nó tự đảo điện cho các bác nhá, rất là tiện luôn. Hoặc là nhà bác nào dùng hai công tơ mà mình muốn sử dụng liên hoàn hai công tơ cho nó an toàn và tiết kiệm thì các bác cũng dùng cái này cho em. Đấy, lên cho em là ad đảo chiều 63A nhé. Đấy, lên cho em là ad đảo chiều 63A này. Đấy, ad đảo chiều này. Đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 100 tròn à. Lên cho em là ad đảo chiều 63A nhé. Giá của nó sẽ là 105k. Đó. Đợt trước đang bán 101, đợt này xuống cho bác được 5.000 là còn 105.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc đồng cũng nhá, con hạc đồng đó thì đây nó sẽ là một con hạc rất là đẹp như này đó, thì con này nó sẽ có thêm cho các bác là một con hạc và một cái lư bằng một cái lư bằng đồng như này, các bác đeo vào xem. Đấy, đeo vào sau đó thì các bác dùng cái nhang, bên em có bán sẵn cả nhang luôn. Con hạc này sẽ là 70.000 và nhang thì là 60.000 một hộp nha. Đó thì các bác mua combo thì sẽ là 130.000. Đấy, các bác đeo vào đây cho em này, đeo vào đây cho em. Sau đó thì mình cho nhang vào đây. Đấy, rất là thơm luôn. Nhang vào đây mình có thể là đốt này, thư giãn tĩnh tại hoặc là các bác để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu của bằng của nó thì bằng đồng nhá, rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn như này. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng. Cầm cho anh hộp nhang ở đây này. Hạc đồng, giá sẽ là 70.000. Con này thì trước em đang bán là 60.000, đợt này thì hàng nó về giá nó cao hơn một chút nhá. Giá cao hơn một chút thì sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 10cm nhé, chiều cao khoảng 10cm thì rất là tiện ích luôn đó. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả nhang luôn. Đấy, nhang hạt thì giá sẽ vẫn là 60.000 thôi, còn cái hạt này thì sẽ là 70.000. đây là cái nhang của nó các bác này. Đấy, các về nhà các bác xoáy cho em, sau đó thì các bác cứ thế là đặt vào cái lư kia là xong. Đấy, cái nhang này thì sẽ là 60.000 và con hạt này sẽ là 70.000 đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng này. Đó, lên cho em là hạc đồng. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k. Còn nhang hạc thì sẽ là nhang hạc sẽ là 60k nhá, 60k cho cái nhang hạc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng nước hoa rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái tăm như này, các cái tăm như này, và các bác chỉ cần là giật cái bấc này ra, sau đó thì các bác cắm vào cho em. Đó, mùi thơm của nó thì dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng sách, phòng khách đều được. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, và rất là thơm. Đấy. Và được rất là lâu thì các bác dùng để mình gọi là tạo hương thơm cho phòng rất là tốt luôn. Đó, con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn này. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn. Giá chỉ có 30.000 thôi. Nước hoa khách sạn nhá. Lên cho em là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một cái lọ nước hoa khách sạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tất các bác nhá. Đó.
Tất thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 5 đôi nhá, 5 đôi. Đó, có màu ghi và màu trắng nhá. Đấy, có màu ghi và màu trắng như này. Đó, có màu ghi, có màu trắng. À, màu ghi và màu đen nhá, màu ghi và màu đen. Đấy, ở đây thì sẽ có là màu ghi và màu đen rất là đẹp luôn, thì các bác mua lấy màu nào lấy. Một hộp này có 5 đôi. Đưa cho anh cái vỉ kia luôn. Một hộp này của nó là 5 đôi nhá. Hộp này của nó là 5 đôi thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, em đang đi trực tiếp. Đây, em đang đi trực tiếp đây các bạn này. Đấy, đang đi trực tiếp trên chân đây. Đấy các bác thấy không? Rất là vừa vặn luôn nhá, rất vừa vặn, rất là đẹp này. Đấy, em đang đi trực tiếp trên chân đây. Đấy, đúng tất đúng màu các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi nhá. 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi. Các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Đấy, đựng trong một hộp như này. Tất hộp này và 5 đôi nhá, tất hộp 5 đôi. Đấy, có màu đen và màu ghi, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái tất ở trong vỉ như này nhá. Tất trong vỉ như này nó sẽ có màu đen và màu trắng. Đây, có hai màu, màu đen và màu trắng. Cái tất này thì nó sẽ ngắn hơn một chút nhá, ngắn hơn một chút. Đấy, đều là co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vỉ bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Đấy. 90.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Cái này thì nó lại có màu đen và màu trắng, màu đen màu trắng, còn cái hộp kia thì có màu trắng và màu màu ghi, màu trắng và màu ghi nhá. Đấy, cái này màu đen màu trắng, cái này là các bác lên cho em là tất. Tất vỉ 10 nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy. 90k trong cái tất vỉ 10 như này nhá. Đấy. 90.000. Cái này thì nó sẽ là vỉ là 10 đôi nhá. Vỉ là 10 đôi, còn hộp thì chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đấy, vỉ là 10 đôi này. Còn cái hộp này là 5 đôi nhá. Đấy, hộp này là 5 đôi thôi. Hộp 5 đôi 80k nhá. Đấy, hộp 5 đôi là 80.000. Còn vỉ 10 đôi như này. Vỉ 10 đôi như này có màu trắng và màu đen, giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Rồi, ok. Vâng, lại là em Phạm Huấn đây các bác nhá. Đó. Thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dầu gội đầu hàng của thương hiệu Clear. Dòng này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, hàng chính hãng của Clear nhá. Và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan nhá, chứ không phải là hàng của Việt Nam mình đâu. Đó, hàng cao cấp nhập khẩu và phân phối bởi đất nước Thái Lan nhá. Thái Lan các bác này. Đó, đây. Bangkok Thái Lan các bác này. Đây. Bangkok Thái Lan nhá. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Địa chỉ mã tem mã vạch đàng hoàng nhá. Unilever nhá, hàng của Unilever, một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng và rất là ưa chuộng của Việt Nam và thế giới nhá. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là dầu gội đầu Clear, nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu trắng như này, màu xanh màu trắng như này. Cái này là bao nhiêu nhỉ? 90.000 à? Các bác lên cho em là dầu gội đầu Clear nhá. Con này trước em đang bán 90.000, đợt này về cho bác giá tốt luôn, giá chỉ còn là 80.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Đấy, có hai màu, màu xanh và màu trắng nhá. Màu xanh và màu trắng nam nữ đều dùng được hết nhá, nam nữ đều dùng được hết. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, màu xanh thì lấy mà màu trắng thì lấy. Màu xanh này thì nó có nhiều bạc hà hơn thì nó the mát hơn, còn màu trắng này thì ít bạc hà hơn một chút nhá. Đó, còn nam nữ đều dùng được cả. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này thôi. 450ml các bác nhá, gần một nửa lít như này mà giá chỉ có cho các bác là 80.000 một lọ thôi. Con này nếu các bác ra ngoài cửa hàng mua thì 120-150 nhá, 120-150 cho một cái lọ dầu gội đầu Clear như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm của Thái Lan đây. Đấy là đó là cái viên thuốc chuột nhá. Đấy, gọi là kẹo chuột. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì thị phần của nó là số 1 của Thái Lan và hàng đầu thế giới luôn. Đấy, thị phần bán của nó rất là khủng khiếp và bên shop cũng bán rất là nhiều sản phẩm này rồi các bác nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là kẹo chuột, giá sẽ là 30.000 nhá, kẹo chuột. Đấy, giá sẽ là 30k. Con này thì phần bán của nó là số 1 của Thái Lan và hàng đầu thế giới luôn. Con này thì nó có cái màu này là màu hồng, nó thu hút chuột và rất là nhiều các loại chuột đã ăn và chết nhá. Đấy, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột mẹ, chuột con, chuột nhà, chuột đồng ăn đều chết hết các bác nhá. Đó. Nhiều khách là kêu là chết tận quá mà không, nó chui rúc vào trong gầm giường rồi các cái vị trí mà không tìm được rồi thối ngậu cả nhà lên các bác nhá. Đó, thì con này rất là tiện ích luôn, giá thì chỉ có 30k cho một lọ kẹo chuột như này thôi. Sản xuất tại Thái Lan, mã tem mã vạch mã cốt đàng hoàng đây. Đấy, Thái Lan này các bạn này. Giá 30.000 cho một lọ kẹo chuột như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm rất là hay, đó là cái bộ kim chỉ nhá.
giá thì chỉ có 25.000 thôi. Con này thì các bác dùng để mình gọi là sửa chữa quần áo, may đo, rồi nói chung là đa di năng được hết. Mà cái giá thì nó lại rất là hợp lý cho anh em và các bác. Chỉ có cho các bác là 25.000 trong hộp kim chỉ như này, đầy đủ này, có đầu xỏ kim này, rồi đê này, rồi kéo này, rồi thước đo này. Bên dưới thì sẽ có cho các bác là một hộp kim và bộ chỉ như này. Đấy, đầy đủ combo như này, giá là 25.000. Đấy, kim băng này, rồi đầy đủ cho các bác luôn thước đo nhá, bộ chỉ 10 màu nhá, và rất là nhiều các cái chi tiết khác. Thì nói chung là các bác mua cái này là quá là rẻ đấy. Bình thường em đố các bác đi đâu mà mua được 25.000 mà được 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 10, 12 quận chỉ như này có nhá. Đấy. Hàng nó về theo lô, có lô thì 10 quận, có lô thì 12 quận chỉ các bác nhá. Đấy. Thì bây giờ đi mua mà một phát mà được 12 quận chỉ đủ màu này đã là khó rồi. Đấy, mà đây còn kim rồi còn các cái chi tiết đi kèm nữa. Đầy đủ combo cho các bác luôn. Mà cái giá thì lại rất là hạt rẻ nhá. Giá chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên mã giúp cho em là kim chỉ nhá. Đấy. Kim chỉ giá sẽ là 25k cho một hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Thunder A1 nhá. Đấy. 160.000 cho một con Thunder A1 như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật luôn. Bộ này thì các bác nên mua một bộ như này 160.000 mà có tới 3 chi tiết cho các bác luôn, 3 chi tiết. Thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác, thứ nhất là một con Thunder rất là dày dẫn chắc chắn, hàng bằng đồng nhá, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thunder này các bác có thể dùng cắt tóc, cạo râu, chấn viêm đều được hết này. Đấy, cắt tóc, cạo râu, chấn viêm đều ok hết này các bác này. Đấy. Máy chạy cực kỳ khỏe và êm luôn. Đấy. Và ưu điểm của con này là không ăn da. Đấy, các bác có thể dùng để mình cắt tóc cho người già, trẻ em đều ok nhá. Cắt tóc, chấn viêm rất là ok luôn. Hàng khỏe, bền đẹp chắc chắn. Đó, tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một con máy cạo râu này. Con này là máy cạo râu. Đấy, đây máy cạo râu này, các bác nhấp vào này nó sẽ cạo các bác này. Đấy. Bác nghe tiếng râu nó đứt chưa? Khi các bác cạo thì các bác nhấp vào cho em nhá, nhấp vào cho em. Đó. Một máy cạo râu này, xoáy cái đầu này ra thì các bác sẽ sử dụng cái đầu này để tỉa lông mũi nhá. Đây nó sẽ có một cái đầu tỉa lông mũi này. Đấy, thì hàng này sẽ là ba chức năng luôn. Thunder A1 ba chức năng. Đấy, cắt tóc, cạo râu và tỉa lông mũi nhá. Cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. Đó, con này dùng để cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi rất là ngon đấy, em vừa tỉa lông mũi đấy các bác nhá. Đó, đứt sần soạt luôn. Rất là tuyệt vời. Đấy, thì các bác có thể dùng đa di năng luôn. Chức năng là cắt tóc, cạo râu và tỉa lông mũi. Rất là đa di năng cho các bác nhá. Đấy, bộ sản phẩm như này. Thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác combo. Đấy, combo một cái bộ sản phẩm như này, cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi, giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là Thunder A1 nhá. Thunder A1 giá sẽ là 160k. Đó, Thunder A1 này. Lên mã giúp cho em đó là Thunder A1 nhá. Đấy, Thunder A1 giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho con Thunder A1 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên cho em là bộ dao sói nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ dao sói như này. Và giá sẽ là 100.000 cho một cái bộ dao sói như này nhá. 100k cho một cái bộ dao sói như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là có tới 4 con dao, một kéo và một kia 4 dao, một kéo và một kia Minh ơi. Đưa anh quyển sách. 4 dao, một kéo và một kia nạo cho các bác luôn. Đấy, 4 con dao như này nhá. Dao thì siêu bén luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho các bác xem này. Đó. Hàng siêu bén các bác luôn. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đây, đấy các bác nhá. Con nào cũng sắc như nước hết các bác nhá. Đấy, con nào cũng sắc như nước hết các bác này. Đấy. Dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác thấy không? Đấy. Có sẽ có cho các bác là 4 con dao luôn. 4 con dao như này các bác này. Dao thì siêu bén rồi các bác nhá. Đó. Bao gồm cho các bác là 4 con dao như này. Đấy, 4 con dao này các bác này. Đấy, đây. Bao gồm cho các bác là 4 con dao như này nhá. 4 con dao này. Một kéo và một cái một kéo này, con kéo này đa di năng luôn, kẹp cua ghẹ, khui bia rồi cắt gà, cắt cá đều được hết nhá. Đó. Và một cái nạo như này nữa, một cái nạo này nữa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Hàng bán thanh lý cho các bác dùng ngày Tết nhá. Bán thanh lý cho các bác dùng ngày Tết, giá siêu rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho một bộ dao sói như này. Bộ dao này phải nói là bộ dao sinh viên luôn nhá, bộ dao sinh viên. Giá thì cực kỳ tốt và hàng chất lượng cho các bác luôn nhá, hàng chất lượng giá tốt luôn.
Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng và giá rất tốt cho bác luôn. Lên cho em là bộ dao sói nhá. Bộ dao sói này. Dao sói giá của nó sẽ là 100k tròn nhá. 100.000 tròn cho cái bộ dao sói này các bạn này. Đấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là kia bộ ấm mặt trời nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ ấm như này. Đấy, một cái bộ ấm như này các bác này. Đấy, và Minh ơi, có kèm cho các bác là một cái đựng trong một cái hộp rất xịn sò luôn. Đấy, bỏ cho anh một cái tăm mấy cái ấy đây. Cái massage đây, dòng dây điện đây luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay bằng một cái khay để úp chén là bằng tre như này này. Đấy, kèm thêm cho các bác là một cái khay đỡ bên dưới này, một khay đỡ bên dưới này. Đấy, khay đỡ nước luôn. Đấy, và bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là có một cái chuyên. Chuyên này thì nó nhỏ vừa thôi nhá, trong lòng bàn tay thôi. Đây các bác này, đấy, trong lòng bàn tay như này. Chuyên này pha trà 3 đến 5 người uống là ok. Đó, 3 người 5 người uống là ok. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ có cho bác là 6 cái chén này. Đấy, 6 cái chén như này. 6 chén này. Đấy, một chuyên 2 4 6 chén này, và kèm thêm cho các bác là một cái hũ đựng trà nữa, hũ đựng trà như này. Đấy, một chuyên 6 chén và hũ đựng trà như này. Giá thì bên shop đang phân phối cho các bác cái giá chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 trong cái bộ ấm mặt trời như này. Rất chất lượng xịn sò luôn, chất liệu của nó thì bằng đất nung nhá. Đấy, và cái hũ này thì cũng đựng được là từ 3 đến 5 chuyên tre. Đó. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời. Giá sẽ là ấm mặt trời giá sẽ là 140.000 thôi. 140k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bông máy tai. Một hộp này của nó sẽ là 200 chiếc luôn. 200 cái như này. Hàng thì hàng gọi là hàng của Nhật cao cấp, đã qua diệt khuẩn nhá. Đã qua diệt khuẩn rồi. Các bác về chỉ việc sử dụng thôi. An toàn cho sức khỏe luôn. Đấy, các bác tắm xong, rửa xong vệ sinh, hoặc bác nào chuyên dái tai ướt thì mình dùng con này cho em rất là tiện. Đấy, và cái phần này của nó thì nó sẽ là bằng bằng giấy như này các bác này. Đấy, khi các bác dùng thì không sợ nó bị gãy nhá, không sợ nó bị gãy. Đấy, nó bằng giấy mềm. Đấy, dùng rất là ngon luôn. Các bác dùng để ngoái tai vệ sinh rất là tốt. Một hộp này của nó là 200 chiếc, giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 thôi. 20.000 cho một cái hộp mà bông ngoái tai này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bông ngoái tai nhá. Giá của nó sẽ là 20k cho một hộp như này. Rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này nhá. 20.000 cho một hộp bông ngoái tai như này. Giá sẽ là 20k nhá. 20k cho một hộp các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái massage 16 bi nhá, massage 16 bi. Đó. Con này thì bỏ trong con dao. Con này thì nó sẽ là một cái dòng massage rất là tiện luôn, để cho các bác có thể dùng để mình massage rồi. Các bác lên mã giúp cho em đó là massage 16 bi nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình cắm trực tiếp điện 220 mình sử dụng luôn. Giá sẽ là 290.000 cho một con massage, cho một con massage 16 bi như này. Lên cho em là massage 16 bi 290.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác có thể là kiểm tra và thanh toán nhá. Cắm trực tiếp điện 220V cho em này. Đấy. Con này của nó thì các bác có thể dùng để massage cổ, vai, gáy rồi bắp tay, bắp chân nhá. Chứ còn massage cả người thì không được đâu các bác. Người của các bác to mà đè lên thì nó sẽ không chịu được tải các bác nhá. Đây, nguồn này các bác bật lên này. Con này nó có cả hồng ngoại luôn. Có cả hồng ngoại thì giúp cho các bác khi mà mình massage thì nó sẽ làm nóng cơ thể này, giúp cho máu huyết lưu thông, đả thông kinh mạch nhá. Chất liệu của nó này, bằng lưới, chỗ này bằng lưới, còn chỗ này bằng da này. Rất là xịn luôn nhá, bằng da rất là xịn, hàng cao cấp cho bác luôn. Và có chế độ này, đấy, có chế độ tự động này, đấy, tự động này. Và có chế độ cho các bác là đảo chiều này, lên xuống này, núi này, xoay tròn này, rồi tắt nguồn này các bác này. Rất là tiện luôn, hàng thì rất chất lượng nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 16 viên bi, mỗi bên 8 viên. Giúp cho các bác là massage cho cái cơ thể của mình cực kỳ là tốt luôn, đó. Và có dây cắm trực tiếp này, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đây, có cái đầu kết nối như này các bác này. Đấy, đầu kết nối này về nhà các bác cắm điện thôi. Lên cho em là massage 16 bi nhá. Con này thì giá bên shop đang trân trọng gửi tới các bác, giá chỉ có cho các bác là 290.000 nhá. 290.000. Lên cho em là massage 16 bi này. 16 bi nhá. Massage 16 bi, giá sẽ là 290k nhá. 290.000 cho con massage 16 bi. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay em lại lên các mã hàng của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em.
Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Thì hôm nay bên shop còn một số mã hàng thì em lại tiếp tục lên video thanh lý dần từ dần Tết, thì sẽ có rất là nhiều các cái mã hàng bên em thanh lý và em sẽ đưa vào đầu video để cho các bác xem nhé. Đầu tiên thì em thanh lý cho các bác hai cái con khóa số này, hai khóa số thì nó sẽ có là một mẫu to và mẫu nhỏ nhá, một mẫu to và mẫu nhỏ. Mẫu nhỏ này thì em còn hai chiếc nữa thanh lý cho các bác với giá là 30.000 một chiếc nhá, 30.000 một chiếc nhỏ như này. Đó, còn mẫu to này thì sẽ là thanh lý cho bác với giá là 50.000 một chiếc như này. Đấy, các bác có thể dùng cái khóa số này, các bác khóa vali này, khóa tủ đồ này, hoặc là khóa các cái khu vực cửa cổng đều được hết nhá. Con nhỏ này thì nó bằng hai ngón tay. Đấy, con to này thì sẽ là bằng khoảng 3 ngón tay như này nhá. Đó. Thì con nhỏ này còn hai con, thanh lý nốt cho bác với giá là 30.000 một con. Còn con to này thì cũng còn hai con, thanh lý nốt cho bác cái giá là 50.000 một chiếc nhá. 50.000 một chiếc. Đấy, các bác lên cho em là khóa vali số nhá, khóa vali số. Đấy, thì còn mỗi loại hai con thanh lý nốt cho các bác. Con nhỏ này là 30.000, con to này là 50.000, khóa vali số này. Tiếp theo là bên shop thanh lý cho bác một ít cái vòi đồng tăng áp này. Đấy, cái này thì nếu mà cái dòng mà có cút đủ nha, có cút đủ thì bên em vẫn bán là 50.000, là nó có thêm 3 cái cút nối nữa. Cầm cho anh cái có cút nối ra đây. Còn cái này thì không có cút nối thì bên em thanh lý nốt cho bác với giá là 30.000 cho một chiếc như này. 30.000 một chiếc như này các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá, vòi đồng tăng áp. Cái này là hàng thanh lý thì giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Đấy, 30.000. Còn cái con mà có đủ cả 3 cái cút nối như này thì vẫn là 50.000 nhá. Hàng thì nó như nhau thôi, nó sẽ là cùng một loại. Nhưng mà một dòng là có cút nối và một dòng là không có cút nối nhá. Đấy, thì con có cút nối này sẽ là 50.000 một chiếc này. Lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá, vòi đồng tăng áp. Đấy, con có cút nối là 50.000, còn con không có cút nối này thì sẽ là 30.000. Đấy, một số mã thanh lý bên em. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn cây nấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là đèn cây nấm này. Đèn cây nấm như này. Đấy, hoặc lên cho em là đèn nấm là được rồi. Đấy, thì con này nó sẽ là dùng làm đèn ngủ. Các bác chỉ cần cắm điện vào này cho em là xong. Ban đêm thì nó sẽ tự sáng và ban ngày nó sẽ tự tắt đây. Ở đây nó sẽ có cái mắt cảm biến này. Đây em che đi là nó sẽ sáng cho các bác nhá. Đấy, che đi là nó sẽ sáng này. Đấy, che đi nó sáng đấy các bác. Bỏ ra nó tắt này. Đấy, có mắt cảm biến cho các bác luôn. Ban đêm thì nó sẽ tự sáng và ban ngày thì nó sẽ tắt các bác nhá. Đó, đây. Thì giá sẽ là 25.000 cho một cái đèn nấm như này. Đấy, 25.000 cho một cái đèn nấm như này. Các bác dùng để mình làm đèn ngủ rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là đèn nấm, giá sẽ là 25.000 nhá. Đèn nấm, giá của nó sẽ là 25.000 cho một chiếc đèn nấm như này nhá. 25.000 một chiếc các bác nhá. Lên mã thêm là đèn nấm 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 40.000 cho một con đèn cúc áo như này. Sẽ là một đèn và một cáp sạc cho các bác luôn. Đấy, đèn cúc áo. Con này thì có chức năng là móc khóa này, khui bia này, có nam châm hít này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Và có chân sạc, dây sạc đây. Và rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, nó sẽ có chức năng là sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đó. Con này thì dòng của nó là siêu sáng luôn các bác nhá, sáng chói chang luôn, các bác nhìn vào là đau mắt đấy các bác nhá. Đó, nó rất là sáng. Thì giá thì chỉ có 40.000 thôi. Các bác có thể dùng để mình mang đi làm, đi học, đi công tác hoặc đi đâu cũng được. Đấy, các bác hay đi về ban đêm mà cần dùng đèn sáng thì dùng con này rất là tiện cho em. Lên cho em là đèn cúc áo, giá sẽ là 40.000 cho một con đèn cúc áo như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một đốc sạc kèm pin như này. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là một đốc sạc này. Đấy, một đốc sạc kèm 4 viên pin như này. Đấy, cái này thì nó sẽ là đốc sạc pin đồng hồ nhá, chỉ sạc được cho pin đồng hồ thôi. Lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ này. Đấy, đốc sạc pin đồng hồ nhá, pin đồng hồ. Giá của nó sẽ là 65.000 cho một bộ như này. Bên em không bán lẻ nhá. Bán đốc kèm pin luôn, 65.000 cho bộ như này. Các bác có thể dùng để làm pin đồng hồ này, hoặc là lắp vào mic karaoke. Tết nhất đến nơi rồi, các bác hay hát karaoke thì lắp vào mic karaoke cũng rất là ngon luôn. Giá thì sẽ là 65.000 cho một combo như này, bao gồm cả đốc sạc cả pin luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái Masabi. Thì bên shop mà sẽ có cho các bác là hai loại, một loại là 16 bi và một loại là 8 bi. Đầu tiên em sẽ lên cho bác cái con 16 bi nhá. Đấy, con này sẽ là 16 bi này. Đấy, con này thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, công tắc nguồn đây bật lên này. Nó có cả đèn hồng ngoại luôn. Con này thì nó sẽ là dòng 8 bi các bác nhá. À, dòng 16 bi nhá. Đấy, con 16 bi này thì giá của nó sẽ là 290.000. 290.000 cho một con massage 16 bi như này nhá. 16 bi luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Tổng của nó sẽ là có 16 bi và có đèn hồng ngoại giúp làm nóng, giúp cho các bác thư giãn thoải mái, thông lưu lưu thông máu huyết nhá. Đấy, khí huyết lưu thông rất là tốt luôn. Đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt nhá. Đấy, làm nóng này. Và có chế độ là
điều chỉnh bằng tay này, đấy, rồi massage bằng tay này, rồi massage đảo chiều này, lượn sóng này, hình núi này, rồi xoay tròn đầy đủ cho bác luôn, rất nhiều chế độ. Con này thì sẽ là 290.000. Hàng này thì các bác dùng để massage cổ, vai, gáy, chân, bắp tay, bắp đùi đều được hết nhá. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho bác cái giá rất hợp lý luôn, 290.000, bao ship cho bác đến tận nhà luôn, massage 16 bi nhá. Đấy, con này nó sẽ là dòng 16 bi. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng là 8 bi này. Đấy, con này thì dòng này của nó sẽ là 8 bi và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cũng rất là tốt luôn. Đấy, cái con 8 bi như này thì giá của nó chỉ có cho các bác là một. Con này thì các bác lên theo là massage 8 bi nhá. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 8 bi, còn con kia là 16 bi. Riêng con này thì nó có thêm cái tẩu ô tô nữa để các bác có thể cắm tẩu ô tô, một con cắm tẩu ô tô và một cắm điện. Còn cái con 16 bi kia thì chỉ các bác chỉ cắm điện bình thường thôi. Còn con này có thêm cả cái rác tẩu ô tô nữa. Thì bác nào có ô tô con thì mình treo vào cái ghế ô tô này, có dây chun này, có dây chun đây. Các bác treo vào ghế ô tô, em đang dùng được cả 2 năm nay rồi nhá và đang dùng rất là ngon, không có vấn đề gì cả. Đấy, em cứ đi ô tô là em bật lên thôi. Đấy, dùng nó rất là tiện. Đấy thì các bác cứ cắm tẩu sẵn vào ô tô, chỉ cần nổ máy là nó sẽ lên thôi. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là dòng 8 bi, mỗi bên có 8 viên bi. Các bác dùng để mình massage cổ rất là tốt luôn. Con này thì chuyên các bác massage cổ, vai, gáy, các bắp tay, bắp chân đều được nhá. Đấy. Con này thì công suất nó sẽ nhỏ hơn cái con 10 nhỏ hơn cái con 16 bi nhá. Đó, con này thì giá chỉ có 170.000 thôi. Đấy, 170.000 cho một cái con massage như này. Các bác lên cho em đó là massage 8 bi nhá, massage 8 bi. Giá của nó sẽ là 170.000. 170.000 cho một em massage 8 bi như này. Em này thì khá là tiện dụng để cho các bác đeo ô tô này hoặc là đeo lên cái ghế làm việc của mình ấy. Bác nào có ghế làm việc thì mình có thể đeo lên để mình thư giãn rất là tốt luôn. Thì có một con nguồn cắm điện trực tiếp và một con nguồn cắm tẩu ô tô. Thì nó sẽ có hai con nguồn như này. Các bác dùng rất là tiện. Thích cắm tẩu ô tô thì cắm, mà thích cắm nguồn trực tiếp thì cắm, thì tùy theo cái nhu cầu, công năng và mục đích sử dụng của các bác. Đó. Lên thì em là massage 8 bi nhá. 8 bi. Giá của nó sẽ là 170.000 thôi. 170.000 cho một con massage như này. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop có một số cái mã thanh lý tiếp theo, đó là cái hũ gia vị nhá, hũ gia vị. Con này thì bên shop cái này là xay tiêu nhá. Đấy. Thì lỗi các bác, con này nó sẽ là xay tiêu. Thì các bác dùng để xay tiêu, xay cà phê, chủ yếu là xay tiêu thôi. Đấy, xay tiêu là ok nhá. Đấy, con này các bác dùng chuyên để xay tiêu cho em. Con này đang bán bao nhiêu? Hả? Con này đang bán 50.000, đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 30.000 cho một con hũ xay tiêu này nhá. Ở đây thì nó sẽ là một con hũ này, các bác cho tiêu vào cái phần thủy tinh này cho em. Đấy, cho tiêu thủy tinh này, sau khi nào các bác dùng thì các bác dốc ngược lên cho em nhé, dốc ngược lên cho em, sau đó thì các bác xoay cái phần inox này. Đấy, xoay đi xoay lại cái phần inox này là tiêu nó sẽ rơi trong cái nắp này, các bác dùng thôi, rất là tiện. Xay tiêu nhá, thanh lý nốt cho bác giá 30k một chiếc, em còn 5-6 chiếc nữa. Thanh lý nốt cho các bác, lên mã giúp cho em đó là xay tiêu này. Xay tiêu, giá của nó sẽ là 30k nhá. Em còn 4-5 cái nữa, 5-6 cái nữa thanh lý nốt cho bác giá ok luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái khăn bếp nhá. Đấy, các bác lên giúp cho em đó là khăn bếp. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một bịch như này. Một bịch này 10 chiếc cuối năm rồi. Các bác dùng để mình sử dụng để lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau bếp, lau giáp rất là tiện. Một bịch này là 10 chiếc luôn. Đấy, 10 chiếc như này. Hàng to dày dẫn. Đấy, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thô. Các bác có thể dùng để lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa. Vân vân và vân vân. Đấy, một bịch của nó là 10 chiếc luôn. Đấy, combo cho các bác một bịch là 10 chiếc như này mà giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Các bác lên máy giúp cho em đó là khăn bếp nhá. Đấy, lên cho em là khăn bếp này. Đó, khăn bếp giá của nó sẽ là 30k trên một bịch 10 cái nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái găng tay lao động, thì có màu xanh, màu đen, màu ghi, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái dòng găng tay có cái độ co giãn cực kỳ là tốt luôn. Đấy, có độ co giãn, độ đàn hồi rất là tốt. Thì các bác có thể dùng để mình đây, đấy, rất là ôm tay nhá. Đấy, dùng các bác có thể cầm bút viết thoải mái luôn, cầm bút viết thoải mái các bác này. Lên cho em là găng tay lao động nhá. Bên shop bán theo combo nhá. 5 chiếc thì giá của nó 5 đôi. 5 đôi thì sẽ là 40k nhá. 40k cho 5 đôi. Và một hộp một bịch của nó là 12 đôi. Giá thì chỉ còn cho các bác là 70.000 thôi. 70.000 cho một bịch 12 đôi. Đấy, nếu các bác mua cả một bịch như này là 12 đôi thì rất là rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 12 đôi dùng quanh năm ngày tháng luôn, dùng từ năm nọ sang năm kia luôn mà giá chỉ có 70.000 thôi. Còn các bác mua lẻ thì chấp nhận là 40.000 cho 5 đôi nhá, 40.000 cho 5 đôi. Giá thì nói chung là cũng là khá là hợp lý cho các bác rồi. Để các bác có thể mua để mình sử dụng trong cái công việc hàng ngày, dọn dẹp rồi vệ sinh rồi, nói chung là đa di năng được hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ mũi khoan đỏ nhá. Đấy, bộ mũi khoan đỏ.
Bên shop về cho bác cái mũi khoan đỏ nhá. Một hộp này thì sẽ bao gồm cho bác là 6 mũi. Thì nó sẽ có cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Vừa là khoan vừa là tazogen luôn. Đấy, đây nó sẽ là cái mũi để tạo gen này. Đấy, vừa là mũi khoan vừa tazogen luôn. Thì ở đây của nó sẽ là một bộ như này, bao gồm 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazogen. À, mũi khoan tháp của nó thì có 412, 420 và 432. Đấy, và chất liệu của nó là thép gió phủ titan. Các bác dùng thì rất là bền và tiện ích, dùng để khoan được mọi cái kích thước. Đấy, to nhất của nó sẽ là 432, tức là 3/2, dùng nó rất là tiện. Lên cho em đó là mũi khoan đỏ nhá, mũi khoan đỏ. Đấy, lên cho em là hộp mũi khoan đỏ. Hộp mũi khoan đỏ, giá của nó sẽ là 110k nhá, 110.000 cho một cái hộp mũi khoan đỏ như này, rất tiện ích cho bác sử dụng luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ và ví da bò. Đó. Nó sẽ là một cái dòng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng. Bên shop về thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đấy, đầu tiên là sẽ là thắt lưng này. Thắt lưng thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em. Đó. Có màu đen màu nâu. Đấy, mặt của nó là mặt trắng gương bóng siêu đẹp luôn nhá. Mặt trắng gương bóng rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Giá sẽ là 190.000 cho một chiếc thắt lưng da bò như này. 190.000 chiếc các bác này. Đấy, mặt trắng gương cực kỳ đẹp luôn. Hàng nó sẽ là hàng con lăn rất là tiện ích. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên. Da bò tự nhiên nguyên miếng cho các bác luôn. Hàng của Mỹ. Đây, made in USA các bác này. Đấy, made in USA, hàng của Mỹ chữ dập chìm luôn. 100% da bò tự nhiên, về nhà các bác lấy máy lửa đốt thoải mái cho em. Lấy máy lửa đốt thoải mái cho em nhé. Hàng về thì sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đó. Có hai màu cho các bác lựa chọn, màu đen và màu nâu. Chất liệu 100% da bò tự nhiên. Dùng thì chỉ có lì đi thôi, không bao giờ biết đến hỏng nhá. Đấy, chất liệu 100% da bò tự nhiên. Đấy, và kích thước thì nó sẽ là từ 1m1 đến 1m3 tùy theo thớ của cái thắt lưng, nhưng mà đa số nó sẽ là vào khoảng 1m2 nhá, và một khoảng 1m2. Hàng made in Japan các bác này. Mặt cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, chiều dài của nó thì từ 1m2 đến 1m3. Đấy, 1m1 đến 1m3 cho nó chính xác. Đó, mặt tráng gương siêu đẹp, đúc liền, và của nó là dạng con lăn như này, dạng con lăn như này. Các bác lên xem là thắt lưng da bò. Giá sẽ là 190.000 một chiếc nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái ví da bò này. Đấy, ví da bò thì nó sẽ cũng có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Đấy, giá thì sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho một con ví da bò như này. Hàng của Mỹ này, made in USA các bác này. Đấy. Dòng này của nó thì các bác có thể xoắn gập này, xoắn gập thoải mái luôn. Đấy, đốt thoải mái nhá, các bác cứ đốt trực tiếp vào đây cho em. Đấy. Ví da bò thì bỏ ra nó sẽ lại về cái phần da như này luôn. Đó. Con này các bác dùng thoải mái luôn. Cào cấu rồi nói chung là đây. Em này cào này các bác này. Đấy, không có hề hấn gì nhá. Chất da của nó rất là lì luôn các bác này. Đấy. Cào nó chỉ có lì như này thôi. Không bao giờ lo vấn đề gì nhá. Các bác theo ông đây. Đấy, em cào và sắt vào như này. Rất ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con thắt lưng da bò như này. Giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Đem mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò. Giá sẽ là 120.000 cho một chiếc như này. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái chảo ốp la. Đây. Các bác lên cho em là chảo ốp la. Đấy. Chảo ốp la các bác này. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là một con chảo chuyên để các bác tránh trứng này, ốp trứng hoặc là chảo ốp trứng này, hoặc là các bác làm bánh làm biếc đều ok hết nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn một cái quai, về nhà có sẵn ốc rồi, về nhà các bác bắt vít vào cho em. Giá thì chỉ có 80.000 cho một con chảo ốp la này thôi. Các bác lên cho em là chảo ốp la nhá. Đây, có sẵn này, các bác thì chỉ cần xoáy ốc ra lắp cho em cái quai này vào là xong. Quai bằng nhựa đặc này, bằng nhựa đặc này. Và chảo có tráng đá chống dính nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai phần trái tim và hai phần tròn như này. Các bác có thể dùng để làm bánh, làm kẹo này, rồi nói chung là dùng đa di năng được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là một cái chảo như này. Một cái chảo như này chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là chảo ốp la nhá. Chảo ốp la. Giá của nó sẽ là 80k trong chiếc chảo ốp la như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Nhật nhá. Qua lên cho em là kem đánh răng Nhật. Con này thì giá sẽ là 60.000 cho một cái hộp kem đánh răng Nhật như này. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng nguyên đai như này nhá, nguyên đai như này. Đấy, thì khi có khi em vận chuyển thì nó sẽ bị bọt thì nó rách ra thôi, chứ còn hàng nguyên đai nguyên kiện. Và con này của nó thì nó sẽ không có niêm phong đâu nhá. Đấy, nó sẽ không có niêm phong, cho nên là các bác về là các bác cứ thế dùng thôi, không lại bảo là em bóc niêm phong thì nó mất hay đi. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 trong hộp kem đánh răng Nhật như này, 170g. Hàng thì bằng hàng Việt Nam nhưng mà chất lượng Nhật nhá. Hàng made in Japan cho bác luôn. Mã tem, mã vạch, mã code đàng hoàng, 170g. Made in Japan qua này. Đó. Và con này thì chuyên chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đây. Đấy, viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng là dùng là khỏi hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi.
lên mã giúp cho em đó là kem đánh răng Nhật nhá. Kem đánh răng Nhật giá sẽ là 60k cho một tip như này. 60k cho một tip kem đánh răng Nhật như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn bắt muỗi nhá. Đèn bắt muỗi. Bác lên cho em là đèn bắt muỗi. Con này thì rất là tiện để cho các bác dùng. Đấy, lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá, 120.000. Mẫu này là mẫu to. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em này, cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, và bật công tắc lên thì nó sẽ có cái đèn hồng ngoại lên này. Đấy. Và con muỗi nó sẽ bay vào cái này và nó sẽ bị chập đúng như là bị chập ở cái vật muỗi thôi, đúng như chập ở cái vật muỗi nhá. Đấy, và vừa các bác vừa làm đèn ngủ này, các bác có thể để gầm giường này hoặc là đeo lên được, đeo lên tùy theo. Chỗ nào lắm muỗi thì các bác cắm vào cho em là nó sẽ bị thu hút bởi cái ánh đèn hồng ngoại này, và con muỗi sẽ bị thu hút bởi ánh đèn hồng ngoại này và nó sẽ nổ tanh tách, nó chết các bác nhá. Nó cũng đúng như là cái vật muỗi thôi, nhưng mà con này thì nó sẽ là dòng tự động. Các bác cắm điện cho em thì vừa là chức năng làm đèn ngủ này, vừa làm đèn bắt muỗi luôn, nó rất là tiện ích, hai chức năng luôn đó. Và hàng này thì rất là tiện luôn, cắm lên nó sẽ là cái tia hồng ngoại như này. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen giá sẽ là 120k. Trước em có mẫu 90.000 thì là mẫu bé, mẫu này mẫu to có công tắc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn hai đầu. Con này thì bên shop đã có cái video test rồi. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn hai đầu siêu tiện ích cho các bác luôn đó, một con đèn hai đầu siêu tiện ích. Ném cho anh cái mấy món như đây, một con đèn hai đầu siêu tiện ích như này các bác nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cáp sạc này. Đấy, một cáp sạc như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn hai đầu nhá, đèn hai đầu như này. Đấy, cái pha của nó thì rất là giỏi luôn. Đây này các bác này, đấy các bác theo đây, đây em đang giỏi ở kho nhà em này. Đấy, đây các bác nhá, đó các bác theo đấy. Con này thì độ dọi xa của nó thì từ 800 đến 1200m, em đã có video test ban đêm rồi cho nên em quay nhanh thôi. Đấy, và ở đây nó sẽ có thêm cho các bác là một con đèn như này. Đấy, đèn pha nhấp nháy các kiểu con này đều luôn, cảnh báo luôn nhá. Đấy, rất là tiện ích nhá. Và đây nó sẽ có thêm cho các bác một con đèn bên hông này nữa này. Đấy, rất là nhiều đèn luôn. Và hai đầu có bọc cao su non chống trơn trượt rồi chống va đập rất là tốt luôn. Hàng của Nhật này, made in Japan này. Độ xa từ 800-1200m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con đèn hai đầu như này, giá chỉ có 260.000, bao ship tận nhà cho bác luôn. Các bác dùng để mình đi soi đi dọi bắt chim bắt cá rồi đi biển cũng rất là ok. Đèn hai đầu nhá, đèn hai đầu giá sẽ là 260k nhá, 260.000 cho con đèn hai đầu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn này. Các bác lên xem là găng tay thức ăn nhá, một con găng tay thức ăn như này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là khoảng là từ 80 đến 100 chiếc nhá. Đấy, từ 80 đến 100 chiếc. Chuyên là các bác dùng để mình làm thực phẩm, làm thức ăn. Đấy. Cỡ của nó thì khá là phổ thông. Đấy, tay nam tay nữ đều dùng được hết nhá. Và khi mà con này các bác đeo vào thì thứ nhất là nó rất là ôm tay này, thứ hai là rất là dai nhá. Đấy, rất là dai. Đấy, ôm tay này dai như này các bác này. Thì dùng nó rất là thích. Đấy, rất là vừa vặn dai nhá. Đây. Đấy các bác theo, rất là dai luôn. Dùng nó rất là đã. Đấy, các bác có thể dùng để mình làm thực phẩm, làm thức ăn này, bóp nem bóp nộm rồi nói chung là dùng để dọn vệ sinh, rất là đa di năng luôn. Đấy, một con găng tay thức ăn như này, một hộp thì từ 80 đến 100 cái nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên cho em là găng tay thức ăn 25k một hộp như này, 100 chiếc, 80 100 chiếc thoải mái các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn thần tài nhá. Đấy, lô này về thì nó lại là màu xanh như này. Có lô màu xanh, có lô màu đỏ, có lô màu nâu nhá. Đấy thì hàng về ngẫu nhiên, bên em gửi ngẫu nhiên. Trước khi dùng thì các bác bật cho em công tắc này lên này, sau bác vỗ vào đây này là nó sẽ lên, vỗ nó tắt này, vỗ lên vỗ tắt này. Trước khi dùng nhá, em hướng dẫn sử dụng luôn, các bác nghe cho kỹ nhá, trước khi dùng nhá thì bật cái công tắc này lên này. Đấy, sau đó thì vỗ là nó sẽ lên này, vỗ nó tắt này. Đấy, vỗ lên vỗ tắt này. Và con này có cả điều chỉnh cả chiết áp luôn. Hàng rất chất lượng cho các bác nhá, dày dẫn chắc chắn. Giá sẽ là 60k. Vỗ này lên, vỗ này tắt, nhưng mà phải bật cái công tắc này lên đã. Đèn báo lên, vỗ. Đấy. Đèn báo lên nhá, đèn báo lên và vỗ. Đấy, rất đơn giản thôi. Vỗ lên vỗ tắt. Giá thì chỉ có cho bác là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài nhá. Rất tiện ích, dễ sử dụng, chiều cao khoảng 20cm. Đèn thần tài, giá của nó sẽ là 60k. Đấy, công suất của nó là 0.4W nhá. Đèn thần tài này. Đèn thần tài, giá sẽ là đèn thần tài 60k một chiếc nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy đo huyết áp nhá. Lên mã giúp cho em là máy đo huyết áp này. Máy đo huyết áp, đo nhịp tim 260.000. Con này các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua thì nó bán cho bác khoảng 5-600.000 nhá. 5-600.000. Bên em bán 260.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em, 1 2 3 4 viên pin. 4 viên pin con thỏ nhỏ nhá, 4 viên con thỏ nhỏ. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Về nhà thì rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, lắp vào là mình sử dụng thôi, bật nguồn lên là mình sử dụng này. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt luôn. Các bác nào mà hay bị huyết áp cao, huyết áp thấp rồi nói chung là các vấn đề về tim mạch, huyết áp thì các bác dùng con này cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 260.000 thôi nhá.
260k trong con máy đo huyết áp như này. Bình thường thì các bác ra ngoài hiệu thuốc mua nó sẽ bán cho bác khoảng 450-500k nha. Thì bên em bán 260.000 bao ship cho các bác luôn. Các bác nên mua, rất tiện ích. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy sấy đũa nhá. Lên mã giúp cho nó là máy sấy đũa. Con này thì các bác chuyên dùng để mình vệ sinh đũa. Đấy, đũa khi mà các bác dùng rửa ráy xong thì mùa này nó sẽ là nồm ẩm, hoặc là các bác dùng quanh năm được. Để mình vệ sinh cái đũa của mình ăn uống cho nó sạch sẽ. Đấy, đây nó sẽ là một con máy như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay đựng nước này. Khay này đựng nước này, các bác rút ra thì nó sẽ là khay đựng nước như này. Các bác rút ra đổ đi cho em. Rất là tiện ích thôi. Đấy, và đây thì nó sẽ là một con máy như này. Các bác chỉ cần mở nắp lên này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán nhá, một cái miếng dán. Đấy, đầy đủ, và có cho các bác là mấy cái móc như này để các bác khi các bác dán lên thì mình đeo cái móc và dí đít này cho em này. Đấy, để mình treo đồ này, rất là tiện ích luôn. Đầy đủ phụ kiện cho các bác. Và khi các bác cắm vào cái các bác cắm giúp cho em vào cái đầu ấy nhá, cắm giúp em vào cái đầu củ sạc điện thoại nhà mình là xong. Đó, dùng chuyên dùng để sấy đũa rất là tiện ích. Sấy đũa rồi vệ sinh đũa thì các bác rất là tiện ích luôn. Lên cho em là máy sấy đũa. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000 cho con máy sấy đũa như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bác nhá, đầu tiên thì mình sẽ dán lên tường này. Đấy, dán lên tường treo lên, sau đó thì các bác cắm vào. Đấy, rồi mình cắm đũa cắm bát vào cho em, sau đó thì mình sấy thôi. Đấy, nó sẽ có tia hồng ngoại giúp cho các bác sấy sạch khô thìa đũa, rất là tiện ích nhá. Đó, các bác theo dán lên này, treo lên, cắm điện vào bật lên, rất tiện ích luôn. Đấy, thì vừa là khử khuẩn vừa là sấy khô luôn, rất tiện ích nhá. Khử khuẩn sấy khô rất tiện ích. Đấy, nó sấy bằng tia UV nhá, bằng tia UV diệt khuẩn rất là tốt luôn. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, các bác nên mua dùng, nó rất là tiện ích và an toàn. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Vấn tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em nhé. Không cái điện thoại. Nay bỏ anh ấy biển Minh ơi. Nay thì bên shop về cho bác cái lô dép ui giời. Dép đi trong nhà các bác nhá. Đấy, dép đi trong nhà đây. Đấy, thì nó sẽ là dép shop đi trong nhà như này. Cái này của nó thì cỡ thì nó sẽ là free size các bạn, nam nữ đi được hết nhá, nam nữ đi được hết đó, cỡ free size. Cái này nó không có size và nó có cái độ co giãn nhất định, cho nên là nam nữ đều đi được cả nhá. Và màu thì nó sẽ là rất là nhiều màu như này, cho nên là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi chứ không có chọn màu các bạn nhá. Dòng này nó là đi trong nhà cho nên nó không có phân biệt là nam hay nữ, ai cũng đi được cả nhá. Chỉ có cái là mình ví dụ như mình lấy 3-4 đôi thì em sẽ lấy đủ màu cho các bác, để khi mình đi thì nó sẽ là phân biệt cho mỗi người màu cho nó tiện các bạn. Đó, đây chất liệu của nó thì nó sẽ là nhung như này nhá, nhung nỉ này. Đấy, nhung nỉ rất là êm luôn. Và cái này của nó thì nó sẽ là bọc xốp như này, các bạn đi trong nhà thì vừa ấm áp vừa êm ái vừa nhẹ nhàng nhá. Đấy, ấm áp êm ái nhẹ nhàng, giá thì chỉ có cực kỳ là hạt rẻ cho bác luôn. Lên thì em là dép xốp nhá, dép xốp đi trong nhà 35k đó, giá chỉ có 35k thôi, 35k cho một đôi dép như này. Đấy, rất tiện để các bác đi sinh hoạt trong nhà, rất là ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ chổi cái này lên. Các bác lên cho em là chổi lau kính nhá. Một cái bộ như này nó sẽ là 50.000 cho một bộ như này. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt cho em thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái gen xoáy như này. Đấy, các bác xoáy cái gen này vào cho em này. Sau đó thì mình sẽ đẩy vào cái phần khuyết này đây. Đấy, có cái phần này thì các bác đẩy vào này. Đẩy vào để mình lắp vào cái lẫy này này. Đấy, các bác đẩy thật chặt vào chưa? Đó, và nó có cái lẫy như này. Đấy, con này rất là ngon luôn. Sau đó thì các bác xoáy cái cán vào thôi. Con này thì các bác có thể dùng để lau kính này, rồi dọn dẹp nhà tắm, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đấy, có quai đeo như này, các bác có thể đeo lên rất là tiện. Chiều dài của nó thì khoảng 1 mét nhá. Có thể xoay đảo chiều như này các bác này. Đấy, có cái phần này để các bác dọn dẹp nhà tắm, nhà vệ sinh này, còn cái phần này các bác dùng để rau lau dọn kính kia các thứ này, rất là tiện ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ chổi lau kính như này, giá của nó sẽ là 50k nhá. Lên cho em là chổi lau kính 50.000. Các bạn này đấy, nó sẽ là một cái chổi như này các bạn này. Các góc và khe hẹp có thể dễ dàng vệ sinh, có thể xay tự do, dây chụp kính cạnh bồn cầu vệ sinh dễ dàng. Dù bạn trải ở đâu thì cũng có cần gạt nước ở phía sau, chỉ cần cạo là sẽ sạch hết nước. Vậy bây giờ bạn thấy nó có hữu ích không? Cái này có thực sự hữu ích không? Không tắm sử dụng được 5 năm mà vẫn còn mới, thật dễ dàng để làm sạch với chiếc cọ này. Các góc và khe hẹp có thể dễ dàng vệ sinh, có thể xay tự do, dây chụp kính cạnh bồn cầu vệ sinh dễ dàng. Dù bạn trải ở đâu thì cũng có cần gạt nước ở phía sau, chỉ cần cạo là sẽ sạch hết nước. Vậy bây giờ bạn thấy nó có hữu ích không? Cái này có thực sự. Lên cho em là chổi lau kính giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì
bên shop còn một số cái mã thắt lưng đồng hồ nữa này. Đấy, thắt lưng đồng hồ thì giá thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn đó. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một dây thắt lưng này, một dây thắt lưng rất là đẹp luôn đó, một dây thắt lưng rất là đẹp như này các bác này. Đấy, một dây thắt lưng mặt đúc liền như này đấy, chất liệu của nó này rất là đẹp luôn, da thì rất là mềm nhá. Tiếp theo là một chiếc ví các bác này. Đấy, một chiếc ví như này. Tiếp theo là một chiếc ví như này các bác nhá, một chiếc ví rất là đẹp luôn đó. Đây, hàng của thương hiệu Pedro này, đựng trong hộp này, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà này. Tiếp theo là một con đồng hồ này. Đấy, một con đồng hồ như này đó. Thì combo cho các bác sẽ là 3 món này, một thắt lưng, một ví. Đấy, một thắt lưng, một ví và một đồng hồ như này nhá. Một thắt lưng, một ví, một đồng hồ như này. Bên shop thanh lý cho các bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ còn cho các bác là 220.000 thôi. 220.000 cho 3 món như này, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiền ship em mất 30.000 rồi, tính ra các bác mua vào chỉ còn có 190.000 cho 3 món này thôi đó. Lên mã giúp cho em là thắt lưng, ví, đồng hồ nhá. Đấy, em còn mấy mã nữa thanh lý nốt này. Đấy, em đang bán là 265.000 nhá, thanh lý nốt cho bác giá 220.000, bao ship tận nhà cho bác luôn, thanh lý lỗ luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái đèn đeo đầu wifi nhá, đèn đeo đầu wifi. Đấy, nó sẽ là một con đèn như này, rất tiện ích để cho các bác sử dụng này đó. Con này thì nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy, và có chức năng là wifi như này nhá, có chức năng là wifi, tức là tắt mở cảm biến này. Đấy, các bác chỉ cần gạt tay qua là nó sáng hoặc là nó tắt cho các bác luôn, rất tiện nhá. Đó, pha thì có thể điều chỉnh này. Đấy, pha có thể điều chỉnh các bác nhá. Đó, đầu thân pha này thì bằng hợp kim, và con này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá, đèn wifi giá sẽ là 130.000 đó, đèn wifi giá sẽ là 130.000 nhá, đèn wifi này giá sẽ là 130.000 một chiếc đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái chốt cổng quá này. Đấy, lên cho em là chốt cổng nhá, con này thì rất là tiện ích nhá, các bác chỉ cần sập vào này là cho em xong này đó, sập vào như này là xong đó. Khi các bác mở ra thì mình chỉ cần đẩy lẫy này là sẽ ra này, còn khi các bác sập vào thì tức khác là nó sẽ tự trượt xuống nhá, nó rất là tiện như này. Và một cái bộ chốt cổng tự động như này thì giá sẽ là 45.000 nhá, 45.000 đó, rất tiện ích luôn các bạn. Đó, đây các bác theo đây. Đấy, khi mình đóng cổng vào thì nó sẽ tự sập xuống các bạn. Đấy, tự sập xuống như này. Đấy, tự sập xuống nó rất là tiện nhá. Và giá thì sẽ có cho các bác là 45.000 trong cái bộ chốt cổng tự động như này, rất tiện luôn. Thì các bác có thể sử dụng về mình bắt ốc vít hoặc là về mình hàn trực tiếp vào cổng cũng được, nó rất là tiện. Chỉ cần là kéo cổng một cái là tự nó sập vào luôn, nó rất là tiện các bác nhá, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 45.000 thôi. Nên hãy giúp cho em đó là chốt cổng tự động nhá. Khi mọi người muốn đóng cửa, đẩy cửa vào thì chốt sẽ tự động chốt lại như thế này, rất chắc chắn mọi người, giật không ra nhá. Khi mình đi ra ngoài á thì mình có một ổ khóa vàng này giúp em thì gạt lẫy không lên nhé, và sẽ bị khóa chết nha, luôn không mở được nhé. Đấy, thì hàng rất là dễ sử dụng luôn, mọi người có thể lắp đặt ngay tại nhà. Khi đẩy cửa vào thì chốt sẽ tự động chốt lại như thế này mọi người nhé, hoàn toàn tự động nhé. Đấy, sử dụng rất là đơn giản luôn ạ. Và khi mình đi từ ngoài vào mọi người nhé, mình chỉ cần luồn tay vào trong mình gạt nhẹ lẫy chốt lên rất là nhẹ và đẩy cửa vào thì là sẽ tự mở nhé. Đấy, gạt rất nhẹ này, đẩy cửa vào là mọi người thấy không? Em đang làm đấy, trực tiếp là em làm luôn mọi người nhé. Thì hôm nay bên em nó giá chỉ có 45.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Bao gồm cho các bác là một đèn và một cáp sạc như này. Hàng made in Japan này. Độ rọi xa là từ 600 đến 1000 mét nhá. Đó. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một tấm pin sạc năng lượng mặt trời này. Đó, đây, đèn xanh của nó này. Đấy. Một pin sạc năng lượng mặt trời này, một cái phá kính này, một cái cắt dây này, một cái nam châm hít này, phá kính này, cắt dây này, rồi có la bàn này, có còi hú này và rất nhiều tính năng nữa nhá. Có sạc ra cho điện thoại và chân sạc vào này. Đó, và đèn thì cũng rất là sáng luôn nhá. Đèn rất là sáng luôn. Đó, có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, nhấp nháy này. Các bác giữ lì cái phím này cho em thì nó sẽ chuyển sang đèn trắng này, và giữ lì nữa thì nó sẽ chuyển sang đèn cảnh báo nhấp nháy nhá. Đó, đây. Đấy, giữ lì chuyển sang cảnh báo nhấp nháy này, rất là tiện luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim, rất là chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em là đèn pin cảnh sát Nhật 180.000 cho một con đèn pin cảnh sát Nhật như này qua nhá. Đó, lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này, đèn pin cảnh sát Nhật giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Đó, tiếp theo thì bên shop đưa dành cái đèn này, cầm tay. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã đèn mới, đó là cái đèn cầm tay nhá. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì nó cũng có pin sạc năng lượng mặt trời và cái giá thì rất là hạt rẻ cho các bác thôi.
một con đèn cầm tay như này, giá chỉ có 100k thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đấy, con này hết pin mất rồi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một tấm pin năng lượng mặt trời nhé, và rất là nhiều các cái đây, tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, bật lên là nó có báo pin đây, cũng gần hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là một cái đèn mắt tròn này, hai mắt led này, sau đó là đến một cái pha rất là giỏi này, nó có pin năng sáng năng lượng mặt trời, có cổng sạc ra cho điện thoại. Đấy, pin đang báo đây đấy các bác nhé, rất là tiện ích luôn. Đó đây, rất sáng các bác, và pha của nó cũng rất là giỏi luôn, pha rất là giỏi nhá. Giá chỉ có 100 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình sử dụng ăn cơm ăn nước này, đi ra ngoài này, hoặc đi làm này. Đấy, hoặc là sử dụng ở nhà cũng rất là tiện, khi đề phòng khi mất điện. Và ưu điểm của con này, nó có cái pin năng lượng mặt trời này thì các bác có thể sạc trực tiếp qua pin năng lượng mặt trời. Các bác chỉ cần để ra ngoài cửa sổ có đủ ánh sáng là nó sẽ tự sạc, mình không cần phải mất công cắm sạc tiếp, nó mất công nhá. Nên cho em là đèn cầm tay, giá sẽ là 100k nhá. 100.000 cho con đèn cầm tay như này. Thì ok.